Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 79. Thẩm Tinh Hà cười, ngươi làm việc vẫn chu đáo như thế. Lưu Ung nhẹ giọng nói, nếu hắn thật sự có thể vẽ ra bùa bảy sắc thì vận mệnh của Phù Văn Tông ta thật sự sẽ thay đổi. Phù Văn Tông bây giờ vẫn có bùa bảy sắc, nhưng đó là của Phù Tiểu Thiên để lại, hơn nữa cũng không nhiều. Mà bây giờ, nguyên nhân chủ yếu nhất khiến Phù Văn Tông không được xem là thế lực siêu hạng một là vì trong tông môn không có ai có thể vẽ bùa bảy sắc. Nếu có người có thể vẽ bùa bảy sắc, địa vị của Phù Văn Tông sẽ được nâng cao, có thể nói là lập tức trở thành thế lực hàng đầu ở vũ trụ ngũ duy. Đáng tiếc là sau sư tổ Phù Tiểu Thiên của Phù Văn Tông thì không có ai có thể vẽ bùa bảy sắc nữa. Mà bây giờ, Diệp Huyên chính là hy vọng. Diệp Huyên vẫn còn đang vẽ bùa ở trong phòng, mà lần này, mục tiêu của hắn là vẽ ra một lá bùa không gian hoàn mỹ. Bùa không gian hoàn mỹ chính là lá bùa không có chút tạp chất, vô cùng hoàn mỹ. Đây là chuyện vô cùng khó, vì nó không thể có chút tạp chất nào cả, từ đầu đến giờ, hắn đã thất bại không dưới mấy chục lần. Nhưng Diệp Huyên không hề tức giận, mỗi lần thất bại, hắn đều sẽ có một thu hoạch khác. Tập trung nghiên cứu. Khoảng thời gian này, Diệp Huyên không xen vào chuyện bên ngoài nữa, cũng không quan tâm đến cái tháp giới ngục kia, bây giờ hắn đang tập trung tinh thần vẽ bùa. Ba ngày sau, Diệp Huyên đột nhiên ra khỏi phòng. Trong tay hắn cầm một lá bùa tím, trên mặt đầy vẻ hưng phấn. Lúc này, Thẩm Tinh Hà và một vài trưởng lão của Phù Văn Tông rối rít xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, khi nhìn thấy lá bùa tím trong tay hắn, mọi người xung quanh đều sửng sốt. Bùa tím hoàn mỹ. Lúc này, một ông lão run giọng nói, thật sự là bùa tím hoàn mỹ. Bùa tím hoàn mỹ. Mọi người đều hiểu rõ loại bùa này khó vẽ đến mức nào. Bây giờ cả Phù Văn Tông cũng chỉ có hai người có thể vẽ được bùa tím hoàn mỹ, một người trong đó chính là Thẩm Tinh Hà, mà Thẩm Tinh Hà cũng là hơn 100 tuổi mới có thể vẽ ra bùa tím hoàn mỹ. Mà Diệp Huyên trước mắt mới bao nhiêu tuổi? Hơn 20 tuổi thôi. Thẩm Tinh Hà chợt bật cười, giỏi, rất giỏi, ha ha. Nói xong, ông ta như nghĩ đến điều gì, lập tức nói tiếp, tiểu sư tổ, cậu có thể cho chúng ta lá bùa này không? Diệp Huyên nhìn Thẩm Tinh Hà, thẩm lão muốn à? Thẩm Tinh Hà gật đầu, ta muốn để lá bùa này trước phủ điện, cho đệ tử của Phù Văn Tông ta tham khảo. Diệp Huyên, Thẩm Tinh Hà lại nói, Phù Văn Tông ta xuất hiện một thiên tài, không cần thiết phải giấu giếm. Diệp Huyên thắc mắc, vì sao? Thẩm Tinh Hà cười đáp, nếu thực lực của chúng ta không đủ mạnh, một thiên tài như cậu xuất hiện đương nhiên phải ra sức giấu giếm. Vì chắc chắn thế lực đối địch sẽ không để cậu trưởng thành. Nhưng Phù Văn Tông của ta không yếu đến thế, để người khác biết tông môn của ta xuất hiện một thiên tài siêu cấp chỉ sẽ khiến người khác càng kiêng dè chúng ta hơn thôi. Và lại còn có thể nâng cao tinh thần, đặc biệt là những thế lực phụ thuộc vào chúng ta kia, khi biết trong tông môn của chúng ta có yêu nghiệt siêu cấp, bọn họ sẽ càng kiên định đi theo chúng ta hơn. Hơn nữa chuyện này cũng không phải bí mật gì ở Phù Văn Tông, vì thế không cần thiết phải giấu giếm. Còn phải dốc sức tuyên truyền nữa. Dù sao Thư viện Vạn Duy cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, không phải sao? Nghe vậy, Diệp Huyên cười nói, thế cũng phải. Thẩm Tinh Hà cười, bây giờ cậu đã có thể vẽ được bùa tím hoàn mỹ, vậy chứng tỏ cậu có thể thử vẽ bùa cam rồi. Bùa cam. Diệp Huyên gật đầu, đương nhiên hắn sẽ không thỏa mãn với bùa tím, bùa cam mới là mục tiêu của hắn, không đúng, phải nói là bùa bảy sắc mới là mục tiêu của hắn. Nhưng phải làm từng bước mới được. Sau đó, Diệp Huyên bắt đầu vẽ bùa cam. Hắn cũng không quên tháp giới ngục kia, bây giờ hắn vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó. Ở một vùng đất hoang xa xôi, một ông lão áo đen đột nhiên xuất hiện, lão ta vừa xuất hiện thì có mấy người áo đen cũng xuất hiện theo. Ông lão áo đen nhìn mấy người đó, lúc này, người áo đen cầm đầu cất lời, các hạ, thứ trên người ông, chúng ta. Lúc này, ông lão áo đen đột nhiên biến mất, khi xuất hiện một lần nữa, ông ta đã đứng ở chỗ cách sau lưng mấy người này mười mấy trượng, trên người những người áo đen kia đột nhiên xuất hiện khí đen. Chẳng mấy chốc bọn họ đã bị những dòng khí đen này từng chút nuốt chửng, trong chốc lát, bọn họ đã bị khí đen cắn nuốt sạch sẽ, sau khi nuốt chửng mấy người kia, khí đen lại bay về trong người ông lão. Ông lão áo đen đi về phía xa, tốc độ của lão ta tăng nhanh, rất nhanh. Đi tới trước một cảnh cửa đỏ như máu. Lúc này,
Một cô bé đi ra từ trong cửa, thấy cô bé, ông lão áo đen lập tức quỳ một chân xuống, chủ nhân. Diệp Liên. Cô bé trước mắt không phải ai khác mà chính là Diệp Liên. Lúc này Diệp Liên mặc một bộ đồ màu đen, trên người tản ra ánh sáng đỏ đậm kỳ lạ, sau lưng cô bé có hai ông lão, hai chân bọn họ không chạm đất, thân thể hư ảo như bóng ma. Diệp Liên mở tay ra, ông lão áo đen vội cung kính dâng tháp giới ngục lên, tháp giới ngục bay vào tay Diệp Liên, cô bé nhìn tháp giới ngục trong tay, im lặng một lúc lâu mới hỏi, không làm ai bị thương chứ? Ông lão áo đen vội đáp, không làm ai bị thương cả, Phù Văn Tông bán đấu giá, ta sử dụng mật tinh đấu giá được. Diệp Liên gật đầu, cô bé nhìn tháp giới ngục trong tay, tháp giới ngục khẽ run lên như muốn nói gì đó. Đương nhiên nó biết Diệp Liên. Diệp Liên nhìn tháp giới ngục, không nói gì. Lúc này, ông lão áo đen kia lại nói, chủ nhân, Thư viện Vạn Duy đã tuyên chiến với Phù Văn Tông rồi. Diệp Liên nhìn ông lão áo đen, huynh ấy ở Phù Văn Tông sao? Ông lão áo đen cung kính đáp, Diệp Huyên kia đã gia nhập Phù Văn Tông, nghe nói là lấy được truyền thừa của tông chủ Phù Văn Tông, lúc này, hắn đã là tiểu sư tổ của Phù Văn Tông rồi. Mà Trần Thiên kia rõ ràng không muốn bỏ qua cho hắn nên đã tuyên chiến với Phù Văn Tông. Diệp Liên yên lặng. Lúc này, một ông lão mặc áo bào trắng xuất hiện ở cách đó không xa, Diệp Liên nhìn ông ta cung kính hành lễ, tại hạ Hứa Thiên của Học viện Vạn Duy bái kiến nữ đế. Diệp Liên cất lời, ngươi, Thư viện Vạn Duy. Hứa Thiên vội gật đầu, đang muốn nói chuyện thì lúc này, Diệp Liên chợt ra lệnh, giết. Nói xong, cô bé xoay người rời đi. Ông lão áo bào trắng. Giết. Vào khoảnh khắc Diệp Liên ra lệnh, hai ông lão sau lưng nàng lập tức biến mất. Phụt phụt. Hai tia sáng đỏ như máu lóe lên nơi cổ họng ông lão áo bào trắng, đầu của ông ta lập tức rơi xuống, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Thần hồn cũng bị đánh tan. Đầu của ông lão áo bào trắng lăn xuống đất, ông ta trợn tròn mắt, trong mắt đầy vẻ khó tin. Ông lão áo đen quỳ dưới đất, hơi cúi đầu, thật ra lão ta cũng không biết vì sao chủ nhân của mình lại làm thế, nhưng lão ta không dám hỏi. Lúc Diệp Liên đi tới trước cửa, nàng đột nhiên dừng lại, truyền lệnh xuống, nếu người của Thư viện Vạn Duy dám bước vào đây một bước thì lập tức giết chết. Nói xong, nàng như nhớ đến điều gì, nói tiếp, trừ nữ nhân kia. Nói xong, nàng đi vào trong cánh cửa kia. Người đàn ông dưới đất cung kính thi lễ, lão ta biết nữ nhân chủ nhân của mình nói là ai. Nữ phu tử. Đó có thể nói là người có thể diện nhất ở vũ trụ ngũ duy bây giờ. Như nhớ đến điều gì, ông lão áo đen chợt nhìn về phía hai ông lão ở cách đó không xa, hai vị tôn lão, hình như chủ nhân với Diệp Huyên kia. Một ông lão trong đó nhẹ giọng nhắc nhở, đừng động vào người đó, hơn nữa, chú ý đến hành động của người đó mọi lúc, khi cần thiết có thể ra tay giúp đỡ. Ông lão áo đen hơi do dự, sau đó hỏi, Tả Tôn lão, vì sao thế? Tả Tôn lão kia đáp, không có vì sao cả, cứ làm theo là được, mục tu, nhớ kỹ, đừng đắc tội người nọ. Nói xong, hai người thoáng chốc biến mất. Diệp Huyên, ông lão áo đen tên mục tu ngẫm nghĩ một lát. Sau đó xoay người rời đi. Trong thư điện ở Thư viện Vạn Duy, Trần Thiên chợt buông quyển sách cổ trong tay xuống, nhìn về phía bóng đen kỳ lạ trước mặt. Trần Thiên hỏi, chết rồi à? Bóng đen gật đầu, đúng vậy. Hơn nữa, nữ đế có nói không ai của Thư viện Vạn Duy ta được đặt chân vào Tu La địa ngục. Nghe vậy, Trần Thiên hơi nhíu mày, vì sao? Bóng đen lắc đầu, không biết. Trần Thiên im lặng. Một lát sau, Trần Thiên chợt hỏi, đã có tin tức của nàng ta chưa? Bóng đen lắc đầu, vẫn chưa. Trần Thiên đứng dậy đi tới trước thư điện, y nhìn về phía xa, nhẹ giọng nói, A Cải, người nghĩ sao? A Cải trầm giọng nói, phủ chủ, chúng ta bây giờ thật sự không nên nhằm vào Diệp Huyên kia. Trần Thiên cười nói, ý ngươi là bây giờ cái tháp kia đã không nằm trong tay hắn, hơn nữa hắn còn vừa nhận được truyền thừa của sư tổ Phù Văn Tông. Phù Văn Tông sẽ bảo vệ hắn đến cùng, vì thế chúng ta không nên nhằm vào hắn đúng không? A Cải gật đầu, bây giờ nhằm vào hắn cũng vô dụng. Nếu phủ chủ sợ hắn sẽ trưởng thành thì ta thấy thật sự không cần thiết, việc hắn trưởng thành đã là chuyện sau này, hơn nữa chỉ cần chúng ta đủ mạnh thì cần gì phải sợ hắn chứ? Trần Thiên lắc đầu, cũng không phải ta muốn nhằm vào hắn mãi.
A Cải nói, xin phủ chủ giải thích. Trần Thiên đột nhiên hỏi, A Cải, người cảm thấy địa vị hiện tại của Thư viện Vạn Duy ở vũ trụ ngũ duy này thế nào? Nói đúng sự thật. A Cải im lặng một lát rồi đáp, không bằng được trước đây. Có thể nói Thư viện Vạn Duy bây giờ thua xa năm đó khi tiên tri vẫn còn. Trần Thiên cười khẽ nói, bây giờ Thư viện Vạn Duy ta càng ngày càng tệ, nếu tiếp tục như thế, nhiều nhất trăm năm, khi đó nếu Thư viện Vạn Duy không xuất hiện một yêu nghiệt siêu cấp, thì chúng ta sẽ hoàn toàn biến mất khỏi vũ trụ ngũ duy này. Đây cũng không phải đang nói quá, vì Thư viện Vạn Duy ta có thứ mà người của cả ngũ duy đều mong ước. Thư phòng Vạn Duy. Thư phòng này là thứ tiên tri để lại, vũ trụ ngũ duy, không ai có thể chống lại sự cám dỗ của thư phòng này. Mà bây giờ, những thế lực kia vẫn còn hơi kiêng dè Thư viện Vạn Duy, không dám trở mặt, dù sao uy lực của tiên tri vẫn còn, nữ phu tử kia cũng còn sống. Nhưng nếu còn tiếp tục như thế, Thư viện Vạn Duy sẽ chỉ ngày càng yếu đi, trừ khi Thư viện Vạn Duy xuất hiện một thiên tài siêu cấp, xuất hiện yêu nghiệt có thể thay đổi tình thế của vũ trụ ngũ duy kia. Nhưng Thư viện Vạn Duy hoàn toàn không thể gửi gắm hy vọng vào một chuyện khó nắm chắc như thế. Lúc này, Trần Thiên lại nói, sở dĩ muốn giết Diệp Huyên là vì tháp kia đã nhận hắn làm chủ. Nghe vậy, sắc mặt A Cải lập tức thay đổi, đã nhận hắn làm chủ. Trần Thiên gật đầu, nếu không nhận hắn làm chủ, chắc chắn ngọn tháp kia sẽ không phối hợp với hắn. Nói một cách đơn giản, bây giờ uy hiếp lớn nhất của chúng ta ở vũ trụ ngũ duy chính là Diệp Huyên này. A Cải im lặng. Nếu ngọn tháp này đã nhận Diệp Huyên làm chủ, vậy đúng như Trần Thiên nói, Diệp Huyên này thật sự là uy hiếp lớn nhất trước mắt của bọn họ ở vũ trụ ngũ duy, vì Diệp Huyên này rất có thể sẽ lấy được thư phòng Vạn Duy. Còn người khác, dù có lấy được tháp giới ngục cũng chưa chắc có thể mở được thư phòng Vạn Duy, vì muốn mở ra thì nhất định phải khiến tháp giới ngục phối hợp. Trần Thiên lại nói tiếp, hơn nữa, bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm Thư viện Vạn Duy chúng ta. Bọn họ muốn xem chúng ta có bao nhiêu thực lực. Mà lần này, nếu chúng ta không dọa được bọn họ, thì bọn họ sẽ bắt đầu nhằm vào chúng ta. Nói đến đây, y im lặng một hồi rồi tiếp tục, thật ra lúc đầu ta đã đi sai một nước cờ, nhưng bây giờ chỉ có thể đi tiếp, không thể quay đầu được nữa rồi. A Cải nhẹ giọng nói, phủ chủ là đang lấy thư viện ra đánh cược sao? Trần Thiên cười nói, chúng ta bây giờ nếu không đánh cược một lần thì chỉ có thể chờ chết thôi. Nói xong, y lắc đầu cười khẽ, người đời đều nói là Trần Thiên ta giành chức phủ chủ của nàng, buồn cười là năm đó ta hết lòng tiến cử nàng làm phủ chủ, nhưng nàng vẫn buông tay rời đi còn đi nhiều năm như vậy. A Cải yên lặng, gã cũng hiểu khá rõ chuyện năm đó Trần Thiên không định tranh giành chức phủ chủ, vì nữ phu tử quá nổi bật. Chỉ cần nàng ta muốn làm thì chức phủ chủ này chắc chắn sẽ thuộc về nàng ta, đáng tiếc là nữ phu tử hoàn toàn không định làm. A Cải khẽ thở dài, cũng không biết bây giờ nàng đang ở đâu. Nếu có nữ phu tử ở đây, địa vị của Thư viện Vạn Duy ở vũ trụ ngũ duy sẽ khác đi nhiều. Đáng tiếc là sau khi rời khỏi Thư viện Vạn Duy, nàng ta cũng không trở lại nữa. Lúc này, Trần Thiên đột nhiên nói, cứ tùy nàng đi. Việc cấp bách của chúng ta hiện tại là tiêu diệt Diệp Huyên này, người này có thể khiến cái tháp kia nhận làm chủ, nhất định phải tiêu diệt hắn. A Cải hỏi, cô gái ở tứ duy kia thì sao? Cô gái váy trắng. Nghe vậy, vẻ mặt Trần Thiên lập tức trở nên nặng nề. Một lát sau, y lắc đầu, tạm thời đừng trêu vào người này. Đợi hôm khác ta sẽ đích thân xuống quyết đấu với người này. A Cải gật đầu, bây giờ đã có rất nhiều thế lực đứng về phía Phù Văn Tông, mà Phù Văn Tông này đã ra tay với người của chúng ta, một vài đệ tử bên ngoài đã bị Phù Văn Tông tấn công. Trần Thiên hờ hững nói, bảo tất cả võ sư của võ viện trở về, còn nữa, truyền lệnh xuống, tất cả học sinh ra ngoài rèn luyện phải lập tức trở về viện, trong vòng 3 ngày, người nào không trở về sẽ xem như phản bội viện. Nói xong, y im lặng một lát rồi tiếp tục, bảo người của võ điện các chuẩn bị. Võ điện các, nghe vậy, sắc mặt A Cải trở nên nặng nề, gã biết một khi điều động người của võ điện các sẽ đồng nghĩa với việc chuẩn bị cuộc chiến sinh tử. Nhưng cũng đúng thôi, bây giờ tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm Thư viện Vạn Duy, nếu bọn họ không hành động, thì Thư viện Vạn Duy sẽ mất hết danh tiếng ở vũ trụ ngũ duy này. Phù Văn Tông. Trong một điện, lúc này Diệp Huyên đã bắt đầu vẽ bùa cam, cũng là bùa cam không gian,
tạm thời hắn vẫn chưa vẽ bùa loại khác, vì bây giờ sở trường của hắn là không gian, cho nên hắn muốn làm quen với bùa không gian trước. Không thể không nói, vẽ bùa cam khó hơn vẽ bùa tím rất nhiều, đặc biệt là không thể chậm chạp, phải vẽ một nét đến cuối, làm liền một mạch, có thể nói là không được xảy ra sai sót. Lúc này, Thẩm Tinh Hà vẫn luôn ở bên cạnh chỉ bảo. Một lúc lâu sau đó, Thẩm Tinh Hà lặng lẽ rời khỏi đại điện, Lưu Ung đang đợi ở bên ngoài, thấy Thẩm Tinh Hà đi ra, ông ta vội hỏi, sao rồi? Thẩm Tinh Hà không đáp. Lưu Ung hơi nhíu mày, sao thế? Không thuận lợi à? Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không phải không thuận lợi, mà là quá thuận lợi. Hiểu biết của cậu ta với không gian không hề tầm thường chút nào, ngoài ra, bùa chú cậu ta vẽ ra cũng không giống của chúng ta lắm. Lưu Ung thấy hơi khó hiểu, có ý gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Thẩm Tinh Hà mở lòng bàn tay ra, trong tay ông ta là một lá bùa cam, ngươi xem đi. Lưu Ung hỏi, đây là hắn vẽ à? Thẩm Tinh Hà gật đầu, ngươi xem cho kỹ. Lưu Ung nhìn lá bùa cam, sau đó, sắc mặt ông ta thay đổi, trong lá bùa này có một luồng khí khác với khí của chúng ta, đây là... Thẩm Tinh Hà trầm giọng đáp, khí hỗn độn. Nghe vậy, sắc mặt Lưu Ung lập tức thay đổi, tại sao cậu ta có thể có khí hỗn độn này được? Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không biết. Nói xong, ông ta nhìn vào trong điện, nhẹ giọng nói, cậu ta quá thần bí. Lưu Ung nói với giọng điệu nặng nề, cho dù thế nào, bây giờ cậu ta cũng là người của Phù Văn Tông ta, đây là một chuyện tốt với Phù Văn Tông. Thẩm Tinh Hà gật đầu, bên phía thư viện Vạn Duy sao rồi? Lưu Ung nói, gần đây có thể sẽ có động tĩnh lớn. Xem ra Trần Thiên này sẽ không chịu dừng tay. Thẩm Tinh Hà hờ hững nói, hắn ta muốn chơi, vậy chúng ta cứ chơi cùng ông ta. Nói xong, ông ta hỏi Lưu Ung, bây giờ chúng ta có bao nhiêu lá bùa cam? Lưu Ung đáp, hơn 200. Thẩm Tinh Hà gật đầu, lấy một nửa ra đến tội ác thành mời người, có thể mời bao nhiêu thì mời bấy nhiêu. Lưu Ung hơi do dự. Sau đó nói, đám người kia không phải người hiền lành gì. Thẩm Tinh Hà gật đầu, bọn họ chỉ nhìn tiền không nhìn người, vừa khéo với yêu cầu của chúng ta. Còn nữa, phái người đi đón mấy người tiểu thất kia, bọn họ đều là kỳ tài ngút trời, nếu bọn họ đến Phù Văn Tông cũng rất có lợi với chúng ta. Lưu Ung gật đầu, ta đã cho người đi đón bọn họ rồi, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đâu. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, vì đề phòng sự cố, người vẫn nên tự mình đi một chuyến. Lưu Ung gật đầu, được. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Thẩm Tinh Hà đứng yên tại chỗ một lát, sau đó xoay người đi vào trong đại điện, mà khi thấy Diệp Huyên, ông ta sững sờ. Trước mặt Diệp Huyên là một lá bùa cam hoàn mỹ. Bùa cam hoàn mỹ. Không thể không nói, lúc này Thẩm Tinh Hà cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Dù bùa tím hoàn mỹ khá khó, nhưng bây giờ người có thể vẽ loại bùa tím hoàn mỹ này ở Phù Văn Tông cũng không ít, còn bùa cam hoàn mỹ, ngoài ông ta ra, trong Phù Văn Tông bây giờ cũng chỉ có một trưởng lão tập trung nghiên cứu Phù Văn Đạo có thể vẽ thôi. Mà ông ta và trưởng lão kia đã bao nhiêu tuổi rồi? Diệp Huyên mới bao nhiêu tuổi? Bùa cam hoàn mỹ. Lúc này, Thẩm Tinh Hà đã hiểu vì sao Phù Tiểu Thiên muốn nhận Diệp Huyên làm đệ tử rồi. Diệp Huyên này thật sự là thiên tài của Phù Văn Đạo, còn là thiên tài siêu cấp nữa. Lúc này, ông ta cũng thật sự tin tưởng Diệp Huyên có thể vẽ ra bùa bảy sắc. Diệp Huyên ở bên cạnh mệt mỏi ngồi trên ghế, không thể không nói, vẽ bùa cam thật sự quá mệt mỏi. Khoảng 3 canh giờ, hắn không dám chớp mắt một cái, đây là lần đầu tiên hắn tập trung làm một việc như thế. Không tập trung không được, vì chỉ cần có sơ suất. Phẩm chất của lá bùa cam này sẽ bị hạ thấp rất nhiều. Nhưng thật sự rất mệt mỏi. Lúc này, Thẩm Tinh Hà đột nhiên cười nói, cảm thấy sao? Diệp Huyên lắc đầu cười một tiếng, rất mệt mỏi. Thẩm Tinh Hà cười ha ha, cậu còn đỡ, nếu là người khác thì ít nhất phải mất một tháng mới có thể vẽ ra một lá bùa cam, còn nếu là bùa cam hoàn mỹ thì cần ít nhất 3 tháng. Diệp Huyên thấy hơi khó hiểu, vì sao? Thẩm Tinh Hà cười, vì thể lực. Vẽ bùa khiến thể lực và tinh thần lực đều bị tổn hao rất nhiều. Mà thân thể và thần hồn của cậu đều cực kỳ mạnh mẽ, vì thế cậu mới có thể tập trung vẽ lâu như vậy. Có thể nói ở phương diện này,
cậu có ưu thế được trời ưu ái. Diệp Huyên cười nói, nếu cứ vẽ mãi thì ta cũng không chịu nổi. Thẩm Tinh Hà cười khẽ, như thế đã tốt lắm rồi. Bây giờ cậu đã có thể được xem là một thiên phù sư rồi. Diệp Huyên nhìn Thẩm Tinh Hà, thiên phù sư. Thẩm Tinh Hà cười nói, đúng thế, phù văn đạo có phù sư sơ cấp, phù sư cao cấp, phù văn tông sư, địa phù sư và thiên phù sư, mà trên đó còn có thần phù sư, phù đạo thông thần. Mà vũ trụ ngũ duy chúng ta chỉ có tiên tri năm đó và sư tổ được xem như thần phù sư. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, cho nên bây giờ ta chỉ còn cách thần phủ sư một chút nữa thôi đúng không? Thẩm Tinh Hà gật đầu, có thể xem là thế. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Thẩm Tinh Hà cười, có muốn thử không? Diệp Huyên lắc đầu, đã thử rồi. Không được. Sở dĩ vẽ bùa bảy sắc khó như vậy là vì phải thêm vào bảy thuộc tính khác nhau. Kim mộc thủy hỏa thổ lôi và khí hỗn độn. Bảy loại lực lượng này có thể dễ dàng có được. Nhưng khó mà dung hợp lại về nhau, khi nãy hắn đã thử, vẫn còn rất khó khăn. Vì bây giờ hắn chỉ khá am hiểu lực lượng không gian và đại địa chi lực, còn những lực lượng khác, có thể nói là hắn đều chưa am hiểu. Vì thế, bây giờ hắn hoàn toàn không thể vẽ được bùa bảy sắc này. Thẩm Tinh Hà ở bên cạnh cười nói, bùa bảy sắc thật sự không thể nóng vội, cậu bây giờ đã rất giỏi rồi. Cứ từ từ, từng bước phát triển. Diệp Huyên gật đầu. Hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, Thẩm Lão, ta muốn hỏi thăm ông một chuyện. Thẩm Tinh Hà nói, chuyện gì? Diệp Huyên nói, Thẩm Lão có biết đến Tu La Địa Ngục không? Thẩm Tinh Hà gật đầu, đương nhiên biết, nơi đó có một vị nữ đế, hơn nữa còn là một vị nữ đế có 102, bây giờ là một trong 6 cao thủ đứng đầu vũ trụ ngũ duy. Diệp Huyên hơi tò mò, 6 cao thủ đứng đầu. Thẩm Tinh Hà gật đầu, 6 người này lần lượt là nữ phu tử của Học viện Vạn Duy, nữ đế Tu La của Tu La Địa Ngục, tàn nữ đứng đầu Vạn Duy, nhân gian tuyết đứng đầu Thương Khung, lão bất tử của Trích Tiên Thành. Nói đến đây, ông ta dừng lại một lát rồi nói tiếp, lão bất tử của Trích Tiên Thành này tên là Lý Mộ Bạch, đao pháp của người này có 102, cả đời đều ở trong Trích Tiên Thành, năm đó chỉ từng ra khỏi thành một lần để khiêu chiến tiên tri. Khiêu chiến tiên tri. Diệp Huyên vội hỏi, kết quả thế nào? Thẩm Tinh Hà trầm giọng nó, năm đó người này đeo một thanh đao cổ đến học phủ Vạn Duy, lão ta không tiến vào học phủ Vạn Duy mà chém 3 đao bên ngoài học phủ, sau đó ngồi trước cổng thành suốt 1 tháng, 1 tháng sau, lão ta xoay người rời đi. Diệp Huyên lại hỏi, thế là thắng hay thua? Thẩm Tinh Hà lắc đầu, không biết, nhưng sau khi trở về, người này càng trở nên mạnh hơn. Mà bây giờ... E rằng thực lực của vị trích tiên này đã mạnh đến mức vượt khỏi nhận thức của chúng ta rồi. Diệp Huyên im lặng một lát rồi hỏi tiếp, còn một vị nữa là ai? Thẩm Tinh Hà cười nói, người trông mộ của Hư Vô Duy Độ. Hư Vô Duy Độ. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta từng nghe nói đến chỗ này, nghe nói chỗ này rất nguy hiểm. Thẩm Tinh Hà gật đầu, vũ trụ ngũ duy có 3 cấm địa, Vô Biên Quỷ Thành, Vĩnh Sinh Chi Địa và Hư Vô Duy Độ này. Diệp Huyên hỏi, Thẩm Lão, Vĩnh Sinh Chi Địa này ở đâu? Thẩm Tinh Hà đáp, ta cũng không biết Vĩnh Sinh Chi Địa là nơi nào, cũng không ai biết, chỉ biết nơi này có một thanh kiếm mạnh nhất vũ trụ ngũ duy, cũng chính là kiếm Vĩnh Sinh, nghe đồn nơi đó có Vĩnh Sinh Chi Lực, tiến vào đó, lấy được kiếm này sẽ có thể có được Vĩnh Sinh Chi Lực, nhưng là thật hay giả, không ai biết được. Diệp Huyên hơi khó hiểu, chẳng lẽ không có ai đi vào ư? Thẩm Tinh Hà đáp, đương nhiên từng có người đi, nhưng người đi vào gần như đều chết hết. Chỉ có 2 người không chết, một người là nữ đế Tu La, người còn lại chính là tiên tri. Kiếm Vĩnh Sinh. Diệp Huyên thầm nói trong lòng, Liên Thiển cô nương, lúc trước người có đi vào Vĩnh Sinh chi địa này với tiên tri không? Sở dĩ hắn hỏi đến chỗ này là vì hắn đã hứa với ma chủ, xem có thể tái sinh cô gái trong quan tài không? Liên Thiển đáp, chủ nhân từng đi, ta không đi. Nhưng lúc đó chủ nhân có dẫn đại tỷ đi. Cho nên có lẽ đại tỷ khá rõ tình huống trong đó. Nói đến đây, nàng ta im lặng một lát, sau đó lại nói, nhưng ta từng đi cùng chủ nhân đến Vô Biên Quỷ Thành và Hư Vô Duy Độ. Diệp Huyên vội hỏi, nó ra sao? Liên Thiển hờ hững nói, ta biết con người ngươi tò mò với tất cả mọi thứ, nhưng ta phải cảnh cáo ngươi một chút, ngươi đừng nghĩ đến 3 nơi này nữa, 3 nơi này,
dù là 6 cao thủ đứng đầu ông già này vừa nói cũng không dám tùy tiện bước vào đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, nguy hiểm thế à? Liên Thiển đáp, là rất nguy hiểm. Đương nhiên nếu ngươi có thể bảo cô gái váy trắng kia dẫn mình đi thì sẽ không thành vấn đề. Diệp Huyên bật cười, xem ra Liên Thiển cô nương rất tin tưởng cô gái váy trắng. Lúc này, Liên Thiển lại nói, ta cảm này nếu nữ nhân kia không muốn chết, chắc hẳn thế giới này không có lực lượng nào có thể giết nàng cả. Cô gái váy trắng. Không thể không nói, hắn thấy hơi nhớ cô gái váy trắng rồi. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Thẩm Tinh Hà, sau đó nói, Thẩm lão, chủ yếu là ta muốn hỏi thăm chuyện của nữ đế Tu La kia, Tu La chi địa ở đâu vậy? Thẩm Tinh Hà khẽ nhíu mày, cậu muốn đi đến đó ư? Diệp Huyên gật đầu. Sau khi đến vũ trụ ngũ duy này, hắn vẫn luôn nhớ mong một chuyện, đó chính là Diệp Liên. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, cậu không thể đi. Diệp Huyên hơi khó hiểu, vì sao? Sắc mặt Thẩm Tinh Hà trở nên nặng nề, chỗ đó rất nguy hiểm, hơn nữa hôm nay thư viện Vạn Duy vẫn đang nhìn chằm chằm cậu, cậu mà đi ra ngoài thật sự là quá nguy hiểm. Diệp Huyên im lặng. Thẩm Tinh Hà lại nói, vì sao cậu lại muốn đến Tu La chi địa? Diệp Huyên đáp, muốn đi xem thử. Thẩm Tinh Hà nhìn Diệp Huyên, dù mục đích của cậu là gì thì chỗ này cũng không thể đến được. Nơi đó vốn đã không hoan nghênh người ngoài, đặc biệt là nữ đế Tu La kia, người này lòng dạ độc ác, không vừa ý là muốn giết người, nàng sẽ không quan tâm ai là ai, trong mắt nàng, chỉ có người sống và người chết. Diệp Huyên hơi do dự, sau đó nói, thật ra nàng rất hiền lành. Thẩm Tinh Hà trợn mắt há mồm. Nữ đế Tu La hiền lành. Nét mặt Thẩm Tinh Hà trở nên kỳ lạ, đừng nói tiểu sư tổ này vẽ bùa đến mức đầu óc trở nên không bình thường nhé. Lúc này, Diệp Huyên nói, Thẩm lão yên tâm, tạm thời ta sẽ không đi. Hắn biết Diệp Liên là nữ đế Tu La, mà chắc chắn thực lực của Diệp Liên bây giờ vô cùng mạnh mẽ, hiện tại hắn muốn đi tìm Diệp Liên cũng không làm được gì cả. Nhưng hắn tin Diệp Liên vẫn là Diệp Liên đó, cô bé vẫn không thay đổi. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Thẩm Tinh Hà cũng yên tâm, đúng thế, dù thực lực của cậu không tệ, nhưng rất nhiều nơi vẫn vô cùng nguy hiểm với cậu. Bây giờ việc cậu cần làm là nghiên cứu phù văn đạo. Lúc này, Tô Mộc Thiên đột nhiên xuất hiện trong điện. Thẩm Tinh Hà nhìn Tô Mộc Thiên, sao vậy? Tô Mộc Thiên trả lời với giọng điệu nặng nề, xảy ra chuyện rồi. Thẩm Tinh Hà hơi nhíu mày, nói. Tô Mộc Thiên nói, Lưu Ung trưởng lão đi đón bạn của tiểu sư tổ, bọn họ bị Thư viện Vạn Duy bao vây. Lần này Thư viện Vạn Duy phái ra người của võ điện các, chỉ huy là Võ Lân đứng đầu võ điện. Diệp Huyên đứng bật dậy, Thẩm Tinh Hà vội lắc đầu, tiểu sư tổ đợi đã. Diệp Huyên nhìn về phía Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, nếu là người của võ điện các thì đồng nghĩa với việc bọn họ hoàn toàn có năng lực giết chết mấy người Lưu trưởng lão. Mà bọn họ đi bao vây mấy người Lưu trưởng lão, rõ ràng là muốn chúng ta đến cứu viện, mục tiêu thật sự của bọn họ là cậu. Diệp Huyên hỏi, võ điện các mạnh lắm sao? Thẩm Tinh Hà đáp, rất mạnh. Là một điện được tiên tri sáng lập ở học phủ Vạn Duy, người trong đó đều là thiên tài yêu nghiệt đứng đầu võ viện, chiến lực của bọn họ vô cùng mạnh mẽ. Diệp Huyên nói, bọn họ gặp nguy hiểm. Hắn biết thực lực của mấy người tiểu thất cũng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng hắn cũng biết thư viện Vạn Duy này không đơn giản. Diệp Huyên không nghĩ nhiều mà lập tức muốn rời đi, lúc này, Thẩm Tinh Hà chợt nói, cậu đừng đi, ta sẽ tự đi một chuyến, ta. Nhưng lúc này, Diệp Huyên đã biến mất. Thấy vậy, sắc mặt Thẩm Tinh Hà lập tức thay đổi, ông ta vội nói, triệu tập cao thủ trong tông môn, bất chấp tất cả bảo vệ cậu ta. Tô Mộc Thiên lập tức xoay người đi làm theo. Thẩm Tinh Hà cũng vội vàng rời đi. Sau khi rời khỏi Phù Văn Tông, Diệp Huyên lập tức liên lạc với tiểu thất, sau đó, hắn ngự kiếm biến mất ở cuối chân trời, khoảng nửa giờ sau, Diệp Huyên chợt dừng lại, một người đàn ông trung niên đang đứng trước mặt hắn. Trần Thiên. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, cười khẽ chờ ngươi đã lâu. Theo lời Thẩm Tinh Hà, mục tiêu lần này của Thư viện Vạn Duy chính là Diệp Huyên. Nếu hắn còn ở Phù Văn Tông thì bọn họ không có cách nào đụng đến, bởi vì sẽ phải trả cái giá rất đắt nếu muốn dùng toàn bộ lực lượng tấn công Phù Văn Tông. Chỉ có giao nộp Diệp Huyên mới là cái giá nhỏ nhất phải trả. Thấy Diệp Huyên nhìn mình với vẻ bình thản,
Trần Thiên mỉm cười, người xem ra rất bình tĩnh. Diệp Huyên lắc đầu, có một điều ta không hiểu. Tòa tháp kia đã không nằm trên tay ta nữa, vì sao ngươi cứ phải bám giết không tha? Bởi vì nó đã nhận ngươi làm chủ, Trần Thiên nhìn hắn. Diệp Huyên hỏi, chỉ thế thôi. Trần Thiên đáp, chỉ thế thôi. Diệp Huyên nhìn bốn phía một lượt, chỉ có mình ngươi ở đây thôi sao? Trần Thiên bật cười, chẳng lẽ còn không đủ? E là không đấy, Diệp Huyên gật đầu. Thử xem. Vừa dứt lời, y đã vươn tay ra. Nào ngờ còn chưa kịp làm gì, Diệp Huyên cũng vươn tay phải, bên trong là một quyển sách cổ. Thư giới. Trần Thiên thấy nó thì không khỏi biến sắc kịch liệt. Một khắc sau, cả hai người đã bị hút vào quyển sách, cảnh giới của y trực tiếp hạ từ thiên cơ về sinh tử. Giảm hẳn một cảnh giới lớn. Sắc mặt Trần Thiên xấu xí vô cùng. Thư giới vốn là bảo vật của y, vậy mà nay lại bị Diệp Huyên dùng để đối phó chính y. Ở đằng xa, Diệp Huyên xòe tay ra, để kiếm Thiên Chu xuất hiện. Hắn vừa đi về phía Trần Thiên vừa cười, đến thử mấy chiêu nào. Nói xong, hắn đã hóa thành một tia kiếm quang. Trần Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, khi kiếm quang đến gần thì tung ra một cú đấm. Không dùng đến phù văn, hoàn toàn dựa vào sức mạnh bản thân. Quyền vừa ra đã nghe một tiếng huỳnh. Kiếm quang của Diệp Huyên bị chặn lại, không thể tiến lên dù chỉ nửa tấc. Trần Thiên nhìn hắn, khóe môi gợi lên vẻ giễu cợt, người cho rằng bắt ta giảm đi một cảnh giới là có thể. Đúng lúc ấy, một tia sáng đỏ lóe lên từ mũi kiếm Thiên Chu. Trần Thiên đã bị đánh bay. Khi dừng lại, nắm đấm phải của y đã nứt nẻ, máu phun như suối. Y nhìn Diệp Huyên với gương mặt âm u, linh tự. Trong một kiếm vừa rồi, Diệp Huyên đã sử dụng linh tự trong chữ diệt. Trần Thiên thu lại toàn bộ những suy nghĩ khinh thường trước kia. Y đã bị thư giới áp chế cảnh giới, mà uy lực của linh tự này lại không thể coi khinh, nhất là khi Diệp Huyên còn dung nhập nó vào kiếm. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên biến mất. Xoẹt! Một luồng kiếm quang lóe lên trong thư giới. Trần Thiên vung tay ra, trong lòng bàn tay là một luồng sức mạnh hùng hậu đang tụ lại. Khi Diệp Huyên lao đến, y bỗng tung trưởng, dùng tay mình ngăn cản kiếm của hắn. Uỳnh! Kệ sách bốn phía run lên bần bật. Tuy sức mạnh của cả hai khủng khiếp vô cùng nhưng thư giới này cũng vững chắc không kém, không có một kệ sách nào bị hư hao tổn hại. Đúng lúc ấy, Diệp Huyên xoay kiếm một vòng. Rắc! Bàn tay Trần Thiên nứt vỡ, bản thân y cũng bị đẩy lùi. Diệp Huyên đang muốn ra chiêu nữa thì thấy đối thủ dẫm nhẹ chân một cái. Y ngừng lại, vung tay trái đấm về trước, tung ra một luồng sức mạnh cuồn cuộn như thủy triều về phía hắn. Diệp Huyên làm lơ nó, vung tay xoay kiếm. Xoẹt! Diệp Huyên bay ngược về sau, tay phải Trần Thiên bị chẻ làm đôi. Khi dừng lại rồi, một dòng máu tươi tràn ra từ khóe môi Diệp Huyên. Hắn liếm nó đi, cười nói, lâu lắm rồi mới được nếm lại mùi vị này. Kể từ khi đi đến vũ trụ ngũ duy, hắn rất ít khi tham chiến, vậy mà trận lần này với Trần Thiên lại khiến hắn tìm về cảm giác liều mạng năm ấy. Trần Thiên nhìn Diệp Huyên, người sẽ được nếm càng nhiều. Đúng lúc ấy, hắn bỗng tung người nhảy lên, dùng hai tay vung kiếm bổ xuống. Kiếm quang lóe lên. Bỗng nhiên, Trần Thiên hóa thành hư không. Diệp Huyên biến sắc, đang muốn thu kiếm về thì đã bị một luồng sức mạnh nện thẳng vào lưng. Hắn bay vèo ra ngoài, nào ngờ lại ăn thêm một nắm đấm hung ác vào đầu. Diệp Huyên vung kiếm lên đỡ. Duỳnh! Thiên Chu run lên, cả người hắn va vào một kệ sách, vừa dừng lại đã thấy Trần Thiên xuất hiện trước mặt. Y vung chân thẳng về phía đầu Diệp Huyên. Mà kiếm trong tay hắn cũng đâm vào cổ Trần Thiên. Lấy mạng đổi mạng. Nào ngờ, Trần Thiên đột nhiên thu chiêu, mũi kiếm của Diệp Huyên đâm vào không khí. Y dương mắt nhìn hắn. Thân thể của hắn quá mạnh, y không chắc có thể giết chết bằng một chưởng, vì vậy quyết định không chơi trò mạng đổi mạng với hắn. Ngược lại, thân thể y lại không thể ngăn được một kiếm của hắn. Thanh kiếm của Diệp Huyên vốn đã sắc bén vô cùng, nay còn được thêm linh tự. Cho dù không bị áp chế cảnh giới, Trần Thiên cũng không dám đối mặt nó trực diện chứ đừng nói là với tình trạng như hiện nay. Bên kia, sau khi ép Trần Thiên lùi bước, Diệp Huyên cũng siết chặt Thiên Chu trong tay, hắn nhận ra mình đã đánh giáp thấp thực lực của đối phương.
Tuy y đã bị áp chế nặng nề nhưng vẫn mạnh kinh khủng. Vào lúc này, Trần Thiên bỗng nhiên lơ lửng bay lên, một tầng sương mù trắng vây quanh y. Diệp Huyên cau mày, đây là... Giọng Liên Thiển vang lên, cẩn thận, đây là thư khí. Diệp Huyên đang toan mở miệng thì tầng sương trên người Trần Thiên bỗng hóa thành một con rồng lao về phía hắn. Diệp Huyên nheo mắt lại, bước về trước, vung kiếm bổ xuống. Ánh sáng đỏ lặng lẽ lóe lên trên mũi kiếm. Duỳnh! Con rồng trắng bị đường kiếm của hắn chặn lại, nhưng có vô số làn khói trắng tuôn ra, khiến thân thể hắn lập tức bị ăn mòn khi vừa tiếp xúc. Diệp Huyên lấy làm kinh hãi, không dám giằng co nữa mà lui về sau. Rồng trắng rít lên một tiếng, lại nhào về phía hắn. Diệp Huyên tung ra nhất kiếm vô lượng. Ầm! Rồng trắng vỡ vụn trước một chiêu này, Diệp Huyên cũng biến mất. Ở đầu kia, Trần Thiên đang muốn ra tay thì chợt cau mày khi không phát hiện thấy tung tích Diệp Huyên. Y đột nhiên xoay người, sau đó đối mặt với lưỡi kiếm Thiên Chu chỉ vào giữa trán mình. Trần Thiên không chút do dự dùng tay phải nắm lấy lưỡi kiếm, mà Diệp Huyên cũng vùng kiếm lên. Xoẹt! Năm ngón tay Trần Thiên bị gọt đi mất, nhưng nắm đấm của y cũng đã lao vào ngực Diệp Huyên. Ầm! Diệp Huyên bắn ngược về sau, Thiên Chu cũng bay vút khỏi tay hắn. Phi kiếm! Trần Thiên nheo mắt lại, một cây bút màu trắng bỗng xuất hiện từ giữa mày y, va vào thân kiếm. Choang! Thiên Chu chấn động, bay tít ra ngoài. Diệp Huyên đưa tay ra chụp lấy nó, cả người cũng run rẩy theo. Đó là bút Chu Thiên. Giọng Liên Thiển vang lên. Bút Chu Thiên! Diệp Huyên nhìn cây bút kia, hỏi, bắt chuyện với nó được không? Được! Diệp Huyên khấp khởi vui mừng. Nào ngờ lại nghe nàng ta nói, ngươi phải khiến cho hắn không thể khống chế cây bút ấy, khi đó ta mới có thể câu thông với nó. Diệp Huyên, làm cách nào? Không biết. Diệp Huyên im lặng. Bỗng, Trần Thiên khẽ cong ngón tay, giết. Nơi y chỉ là vị trí Diệp Huyên đang đứng. Bút Chu Thiên hóa thành một tia sáng trắng vào tới với tốc độ khủng khiếp. Diệp Huyên không dám xem thường, lập tức giơ kiếm chém ra. Nhất kiếm vô lượng. Kiếm vừa ra, một luồng sức mạnh khổng lồ nổ tung trong thư giới. Diệp Huyên đã biến mất, nhưng ở nơi hắn vừa đứng là vết máu chảy dài. Trần Thiên nheo mắt, chập tay lại dẫn đường, ngự. Bút Chu Thiên lại hóa thành quầng sáng trắng bao phủ lấy y. Diệp Huyên bất thình lình xuất hiện, kiếm Thiên Chu nện vào quầng sáng. Uỳnh! Quầng sáng chấn động rồi nứt nẻ, nhưng bản thân Diệp Huyên cũng bị bắn ngược đi. Khi dừng lại, tay phải hắn đã dạn vỡ, có thể thấy được xương trắng hiếu bên trong. Hắn không khỏi nhìn cây bút kia với kẻ nghiêm trọng. Liên Thiển lên tiếng, bút này không đơn giản chút nào, công được thủ được, hơn nữa cách thủ của nó cũng rất đáng gờm. Nó có thể phản lại sức mạnh của đối thủ, người đã bị thương bởi chính sức mạnh của mình. Diệp Huyên cau mày, phản sức mạnh, nghịch thiên đến vậy sao? Liên Thiển, phải, không chỉ thế, nó còn hai khả năng khác. Một trong đó chính là sao chép chiêu thức của đối thủ để phản công, cẩn thận. Nàng ta vừa dứt lời, cây bút trên đầu Trần Thiên bỗng hóa thành một thanh kiếm, biến thành kiếm quang tấn công Diệp Huyên. Diệp Huyên sửng sốt, kia chính là nhất kiếm vô lượng. Thanh kiếm do bút Chu Thiên hóa thành lại có thể thi triển kiếm kỹ này ư. Nhưng sau đó, sắc mặt hắn trở nên kỳ quặc. Kia là kiếm. Nếu cây bút này biến thành hình dạng nào khác như đao thì hắn còn có thể e dè trước sức mạnh của nó, nhưng nó lại hóa thành kiếm. Diệp Huyên không tránh không né, mặc cho thanh kiếm kia đâm vào giữa trán. Giọng Liên Thiển vang lên, ta cũng hết lời với ngươi. Kiếm đâm vào trán như kim rơi vào bể, thân mình Diệp Huyên chỉ khẽ run lên một cái, sau đó không hề hấn gì nữa. Trần Thiên ngây ra như phỗng trước khi biến sắc. Bởi y nhận ra mình đã hoàn toàn mất liên hệ với cây bút kia. Y nhìn Diệp Huyên chòng chọc, không thể nào như vậy được. Diệp Huyên hít vào một hơi thật sâu, cười nói cảm ơn Trần Viện Trưởng nhiều nhé. Ánh mắt Trần Thiên nhìn hắn tựa như hai thanh kiếm, người đã làm cách nào? Y biết bút Chu Thiên của mình đã hoàn toàn rơi vào tay Diệp Huyên. Hắn chỉ tuét miệng cười, đoán thử xem. Trần Thiên đang định nói thì Diệp Huyên đã mất dạng. Xoẹt! Người biến mất, kiếm quang xuất hiện. Một chiêu nhất kiếm vô lượng này của Diệp Huyên có thể nói là đã nhanh đến cực hạn,
lại còn cả linh tự dung hợp vào mũi kiếm, uy lực khủng khiếp vô cùng. Nếu đặt ở ngoài, một kiếm này có thể xé nát không gian. Nhưng vì nơi này là thư giới, sức mạnh của cả hai vẫn chưa thể phá vỡ được. Trần Thiên nhìn chằm chằm đường kiếm, bỗng nhiên biến mất trước khi nó chỉ còn cách y mấy trượng. Phụp, kiếm chỉ lao vào không khí. Diệp Huyên cau mày, Liên Thiển lên tiếng, y đi rồi. Sắc mặt Diệp Huyên trầm xuống, làm cách nào? Liên Thiển, dù sao y cũng từng nắm giữ thư giới này, hiểu biết sức mạnh và kết cấu của nó là đương nhiên. Diệp Huyên, tóm lại y đang ở bên ngoài. Chính xác. Diệp Huyên im lặng. Như đọc được suy nghĩ của hắn, Liên Thiển nói, có thư giới này rồi, ngươi không phải e ngại y nữa. Nếu y muốn đánh, ngươi cứ việc thu vào đây. Dù sao thì thực lực bây giờ của ngươi cũng khó mà giết y được. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Nếu muốn giết Trần Thiên, hắn buộc phải dùng đến huyết mạch chi lực, bằng không sẽ không có cơ hội nào. Nhưng một khi dùng đến nó, hắn lại không thể khống chế được bản thân, đây cũng là điều khiến hắn phiền lòng nhất. Đương lúc Diệp Huyên muốn ra ngoài, Liên Thiển ngăn cản, khoan đã, ngươi khống chế cây bút này rồi hãy đi. Diệp Huyên do dự, mất bao lâu? Hắn có chút lo lắng cho nhóm tiểu thất. Liên Thiển, có sự phối hợp của nó thì sẽ nhanh thôi. Diệp Huyên, vậy bắt đầu đi. Chưa đến nửa giờ sau, Diệp Huyên đã hoàn toàn làm chủ được bút Chu Thiên trong tay. Nó có tổng cộng 3 hình thức, tấn công, phòng thủ và sao chép. Có thể nói, nếu không phải Diệp Huyên hắn cầm kiếm Thiên Chu trong tay thì căn bản không có cách phá giải lớp phòng ngự của cây bút này. Khả năng sao chép của bút lại có thể chép lại những thần thông và kiếm kỹ hùng mạnh, khá là kinh khủng. Nhưng thứ hắn nhắm đến không phải uy lực của nó mà là khả năng giá họa tang vật. Hắn đã có kiếm Thiên Chu, kiếm Chấn Hồn, kính Vạn Duy và thư giới. Nhờ có chúng nó, hắn mới có thể đánh với Trần Thiên một trận. Đặc biệt là thư giới, nếu không có nó trấn áp cảnh giới của y thì hắn đã không cách nào đối chiến. Nó chính là cơ sở để hắn khiêu chiến vượt cấp. Rời khỏi thư giới rồi, Diệp Huyên nhìn khắp bốn phía, xác nhận Trần Thiên đã không còn ở đây. Như nghĩ đến gì đó, hắn hỏi, Liên Thiển cô nương, thư viện Vạn Duy có nhiều bảo vật không? Liên Thiển, nhiều lắm, hẳn đều nằm trong tay Trần Thiên. Diệp Huyên gật đầu, chúng đều quen biết với người. Nhiều người quen, một số thì không, trước kia còn từng đánh nhau nữa. Nhưng chúng không đánh lại ta, bởi vì đại tỷ của ta lợi hại vô cùng. Diệp Huyên, Liên Thiển, tên kia vẫn còn một vật trên tay, lần sau gặp mặt phải đề phòng hắn sử dụng nó, ngươi. Bỗng nhiên, có mấy luồng khí tức hùng mạnh vọt đến. Diệp Huyên ngẩng đầu, nhìn thấy Thẩm Tinh Hà và các cường giả Phù Văn Tông. Thấy Diệp Huyên vẫn bình yên vô sự, Thẩm Tinh Hà thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi, cậu đã giao thủ với Trần Thiên kia rồi. Diệp Huyên gật đầu, Thẩm Tinh Hà, y đã chết. Diệp Huyên lắc đầu cười, sao có thể, nhưng y không làm gì được ta nên đã đi rồi. Thẩm Tinh Hà không khỏi quan sát hắn thật kỹ, chúng ta đã đánh giá thấp sức mạnh của cậu rồi. Ông ta biết rõ Trần Thiên mạnh đến cỡ nào, trên lý thuyết thì Diệp Huyên hoàn toàn không thể đối kháng, nào ngờ hắn vẫn còn sống sờ sờ ra đây. Thẩm Tinh Hà thôi không nghĩ nữa mà chính trọng nói, tiểu sư tổ, lần sau xin đừng mạo hiểm như vậy nữa. Được, Diệp Huyên gật đầu. Tông chủ Phù Văn Tông không khỏi cười, gì mà cho có lệ thế này. Diệp Huyên cười, thôi, không nói chuyện này nữa, Thẩm lão. Chúng ta đi cứu bạn bè của ta trước đã. Thẩm Tinh Hà gật đầu, đi thôi. Diệp Huyên ngự kiếm bay lên. Thẩm Tinh Hà cong tay, búng một bùa màu cam lên thân kiếm. Tốc độ bay của Diệp Huyên lập tức tăng lên ít nhất 3 lần, khiến hắn không khỏi lấy làm kinh hãi. Phù văn đạo của vũ trụ ngũ duy mạnh thật đấy. Bọn họ nhanh chóng biến mất ở chân trời mù mịt. Ở một nơi nào đó trong biển mây, Tiểu Thất, An Lan Tú và Liên Vạn Lý đang đứng đối diện với Lưu Ung. Bốn phía xung quanh họ là một tấm lưới được dệt thành từ sấm sét. Bên ngoài là một lão già mặc trường bào trắng, hai tay chắp sau lưng. Phía sau lão ta là 9 người trẻ tuổi, lớn nhất chỉ khoảng hơn 20, nhưng đều tỏa ra khí tức mạnh mẽ vô cùng. Bọn họ chính là những học viên tinh anh nhất của Võ Điện Các. Mà lão già đứng đầu chính là viện trưởng Võ Xuyên, một cường giả thành danh đã nhiều năm. Đứng bên Tiểu Thất,
Liên Vạn Lý hỏi, chúng ta cứ chờ như thế này à? Lưu Ung gật đầu, chờ người trong tông môn đến. Liên Vạn Lý cũng không phải không đánh lại được. Lưu Ung cười khổ, tiểu cô nương này có điều không biết. Cô có thấy tấm lưới điện này không? Nó chính là một đại trận, chỉ cần cô đụng vào là sẽ khởi động, gọi đến vô số thiên lôi. Khi ấy, những người bên ngoài cũng sẽ ra tay, chúng ta hai mặt thọ địch. Liên Vạn Lý, nhưng chờ đợi thế này cũng sẽ gây bất lợi với chúng ta. Lưu Ung gật đầu, ta biết, ta đã nhận được tin, chỉ cần nhiều nhất là một khắc nữa, cường giả Phù Văn Tông sẽ đến đây. Liên Vạn Lý nhìn sang Tiểu Thất, thực lực bọn kia thế nào? Tiểu Thất quan sát nhóm người Võ Xuyên một phen, ta chỉ có thể đánh lão già kia. Liên Vạn Lý lại nhìn An Lan Tú, hai chúng ta đánh đám còn lại không? An Lan Tú nhìn các học viên võ điện các, không thành vấn đề. Lưu Ung. Bỗng nhiên, Trần Thiên xuất hiện trước Võ Xuyên, khiến sắc mặt Lưu Ung không khỏi trầm xuống. Trần Thiên nhìn bọn họ, nói, ra tay. Vừa dứt lời, lão già Võ Xuyên bỗng đưa tay ra, một tia sét bay vút tới. Tấm lưới sét run lên bần bật, hàng loạt tia sét to như cột đình lao xuống. Lưu Ung biến sắc, tung mình lên cao rồi vung tay. Một bùa cam bay ra, gọi một tấm khiên lửa đỏ rực xuất hiện đúng lúc tia sét rơi xuống. Quỳnh! Tấm khiên nứt vỡ, Lưu Ung lại vung ra một phù lục cam khác, biến khiên lửa thành biển lửa. Ở dưới, Trần Thiên quắc mắt nhìn ba người Tiểu Thất rồi đột nhiên bước về trước. Tiểu Thất đang ngồi xếp bằng bỗng ngẩng đầu, tiến lên vung kiếm. Ầm! Trần Thiên bị bắt phải dừng chân trước mặt Tiểu Thất, bỗng nhiên y tung ra một quyền như núi nghiêng thác đổ, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Y không bị áp chế cảnh giới, có thể phát huy toàn bộ thực lực của mình. Tiểu Thất không hề nao núng, vung kiếm lên đỡ. Quỳnh! Nhưng nàng ta vẫn không thể hoàn toàn ngăn trở quả đấm của Trần Thiên, bay vút ra ngoài. Trần Thiên đang toan ra tay thì một ngọn thương đã xé gió lao đến, khí thế như sấm cuộn, mắt thường không thể nhìn thấy. Y cau mày, khép hai ngón tay lại, vừa vặn dừng ngay mũi thương. Ầm! Thương run lên, An Lan Tú bị đẩy văng đi. Đúng lúc ấy, tiếng rồng gầm vang vọng. Trần Thiên quay lại nhìn, chỉ thấy một lưỡi đao đang vù vù bổ xuống, còn mang theo thanh long chi hồn bên trên. Y lùi lại một bước, khi lưỡi đao chỉ còn cách đỉnh đầu nửa trượng thì tung quyền. Dầm! Thanh long chi hồn bị đấm nứt toác, Liên Vạn Lý bay vút ra ngoài. Nhưng một kiếm một thương lại lần nữa lao đến từ sau lưng Trần Thiên. Y xoay người, đưa tay về trước. Duỳnh! Không gian bốn phía chấn động ầm ầm. Tiểu Thất và An Lan Tú bị bắt lùi lại, nhưng Trần Thiên cũng dịch chuyển vài trượng. Y đứng lại với sắc mặt âm u vô cùng, sát ý nổi lên trong mắt. Một lũ yêu nghiệt. Không ngờ vũ trụ tứ duy này ngoài Diệp Huyên ra lại còn sinh ra những thiên tài bậc này, mà cả ba đều cùng phe với tên kia. Nếu để bọn chúng tiếp tục trưởng thành. Sát ý trong mắt Trần Thiên càng sâu hơn. Sau một chớp mắt, y ra lệnh, ra tay. Vừa dứt lời, y đã lao về trước, đám người Võ Xuyên ở sau cũng theo gót. Mục đích của họ đã rõ ràng, muốn nhóm Tiểu Thất phải chôn thây ở nơi này. Tiểu Thất đang định ra tay thì bỗng nhìn sang bên phải, nơi một tia kiếm quang đang lao đến. Trần Thiên ngừng lại, nhìn thấy Diệp Huyên dừng lại cách đó không xa. Y toan mở miệng thì hắn đã lên tiếng hỏi Tiểu Thất trước, giữ chân hắn ta được không? Sau một chớp mắt, Tiểu Thất hỏi lại, trong bao lâu? Diệp Huyên giơ một ngón tay lên, một khắc đồng hồ. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, ta sẽ giết sạch bọn này. Người khác, kiêu ngạo. Khi nghe thấy lời nói của Diệp Huyên, sắc mặt của những cường giả trong võ viện cách đó không xa lập tức trở nên u ám. Diệp Huyên đây coi bọn họ là cái gì chứ? Giống như mấy con gia súc, gia cầm hay gì? Đàm người đi theo Thẩm Tinh Hà tới cũng hơi kinh ngạc, trong phút chốc đã giết sạch những người dâu ria, chỉ còn Trần Thiên. Là sự thật sao? Phải biết rằng những người đó đều là tinh anh của Học viện Võ viện Vạn Duy. Nghe thấy lời nói của Diệp Huyên, Tiểu Thất gật đầu có thể. Lời nói vừa dứt, nàng ta xòe tay, đột nhiên một thanh kiếm bay ra khỏi cơ thể Diệp Huyên, chính là thanh kiếm vốn thuộc về Tiểu Thất. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Tiểu Thất chậm rãi nhắm hai mắt lại. Im lặng trong chốc lát, nàng ta bất chợt mở bừng mắt, nhìn về phía Trần Thiên.
Trong ánh mắt, kiếm quang lóe lên, mà kiếm trong tay giống như một tia sấm sét bùng nổ lao ra. Chém thẳng về phía Trần Thiên. Phía xa, đột nhiên Trần Thiên nói, cẩn thận người này. Âm thanh vừa rơi xuống, y bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Ầm. Trong sân, một đạo kiếm quang đột nhiên nổ tung. Đúng lúc này, Diệp Huyên trực tiếp xông ra ngoài, nhất kiếm vô lượng. Một kiếm này của hắn không có nhắm thẳng vào Võ Xuyên bởi vì người này là người có thực lực mạnh nhất của bên võ viện ngoài Trần Thiên, hắn không thể đảm bảo sẽ giết chết đối phương ngay lập tức. Giết những người dễ giết trước. Vào khoảnh khắc Diệp Huyên biến mất, Võ Xuyên cũng trực tiếp biến mất, lão ta bước từng bước về phía trước, nâng hai tay lên, sau đó nhẹ nhàng đè xuống, rơi. Ầm ầm. Bất chợt không gian trước mặt Võ Xuyên giống như có một màn mưa rơi xuống tầng tầng lớp lớp. Nhưng Diệp Huyên vẫn có thể xuyên qua màn mưa này một cách dễ dàng. Đạo tắc không gian. Chứng kiến cảnh tượng này, sắc mặt Võ Xuyên đại biến. Đột nhiên lão ta quay người lại, đầu của một tên học viên võ điện đã bay ra ngoài. Học viên võ điện này đang giơ cao hai tay, hiển nhiên hắn ta đã cảm nhận được Diệp Huyên, nhưng hắn ta vẫn chậm một bước. Chỉ chậm một chút thôi thì cũng mất đi tính mạng. Sau khi Diệp Huyên giết chết đệ tử của võ điện chỉ với một kiếm, hắn trực tiếp biến mất. Sắc mặt của Võ Xuyên trở nên dữ tợn, lão ta lướt nhìn bốn phía. Mà lúc này, bên phải lão ta đột nhiên xuất hiện một luồng kiếm quang. Sự xuất hiện của luồng kiếm quang này lại không hề có một dấu hiệu báo trước nào. Vẻ mặt của Võ Xuyên hoàn toàn thay đổi, cẩn thận. Cách đó không xa, tên đệ tử võ điện ra phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt khi luồng kiếm quang này xuất hiện, tay phải hắn ta đã tung ra một quyền cực mạnh. Xoẹt! Kiếm của Diệp Huyên trực tiếp chém vào tay của tên đệ tử kia. Tên đệ tử kia muốn rút lui, thế nhưng kiếm của Diệp Huyên nhanh hơn, nháy mắt đã xuyên thủng giữa trán hắn ta. Phụt! Máu tươi bắn tung tóe. Còn Diệp Huyên lại biến mất. Cách đó không xa, vẻ mặt Võ Xuyên cực kỳ hung dữ, lão ta liếc mắt nhìn xung quanh, Diệp Huyên, có dám? Đúng lúc này, trên đỉnh đầu của Võ Xuyên bỗng nhiên xuất hiện một chữ tù đỏ như máu. Đồng thời, một tia kiếm quang xuất hiện trước mặt lão ta. Trong lòng Võ Xuyên sợ hãi vô cùng, lục đạo chân ngôn. Ngươi! Nói xong, lão ta dồn sức vận huyền khí trong cơ thể chính là muốn ra tay nhưng đúng lúc này, một cỗ sức mạnh thần bí lại đè lên thân lão ta. Kiếm vực! Trong lòng Võ Xuyên cực kỳ hoảng hốt, lão ta đột nhiên gào lên giận dữ quy nguyên. Bùm! Thân thể Võ Xuyên trực tiếp nổ tung. Một cỗ sức mạnh to lớn quét qua sân như vũ bão. Diệp Huyên trước mặt lão ta liên tục lùi về sau. Vào thời khắc nguy cấp, Võ Xuyên trực tiếp vứt bỏ thân xác, bởi vì lão ta biết nếu như mình không chịu vứt bỏ thân xác, phải chết là điều chắc chắn. Sau khi Võ Xuyên dừng lại, lão ta chỉ còn có linh hồn. Mà phía xa, kiếm trong tay Diệp Huyên đột nhiên đổi thành kiếm trấn hồn. Cẩn thận! Xa xa, giọng nói của Trần Thiên đột ngột vang lên. Giọng nói của Trần Thiên vừa rơi xuống, kiếm chấn hồn trong tay Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu Võ Xuyên. Sắc mặt Võ Xuyên thay đổi, lão ta muốn lùi về phía sau, nhưng lúc này, kiếm chấn hồn trực tiếp hóa thành một luồng sáng đen đâm thẳng vào đầu Võ Xuyên. Xẹt! Linh hồn của Võ Xuyên trực tiếp bị kiếm chấn hồn của Diệp Huyên hấp thu. Lúc này, Diệp Huyên xòe tay phải ra, kiếm thiên chu hiện lên trong tay hắn. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang càn quét khắp sân. Phía xa, đầu một tên đệ tử của võ điện các bay thẳng ra ngoài. Giết chết ngay lập tức. Sau khi Võ Xuyên ngã xuống, trong sân không còn ai có thể ngăn cản được Diệp Huyên. Trong khoảnh khắc, một vài tên đệ tử của võ điện các còn sót lại trong sân đều bị Diệp Huyên chém chết. Mà bấy giờ, tiểu thất cách đó không xa đột nhiên lùi về phía sau, trong miệng nàng ta trực tiếp phun máu tươi. Trần Thiên đang định ra tay thì đột nhiên đám người Thẩm Tinh Hà chắn trước mặt tiểu thất, Thẩm Tinh Hà nhìn Trần Thiên, cười nói, Trần phủ chủ, bình tĩnh đi. Trần Thiên một mực nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Hà, Thẩm Tinh Hà, Phù Văn Tông của ngươi hôm nay sẽ phải trả giá đắt. Thẩm Tinh Hà lắc đầu, Trần phủ chủ, Phù Văn Tông của ta luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người. Nhưng học viện Vạn Duy của ngươi đang muốn liều mạng nhắm vào chúng ta. Chúng ta cũng đành chịu không biết làm sao. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên đằng xa, ây ra, tiểu sư tổ, cậu cũng thật là,
sao lại giết hết mọi người đi rồi? Tục ngữ nói rất hay, làm người thì chừa lại một đường, sau này còn gặp lại, dù sao cậu cũng nên chừa cho người ta một con đường sống chứ. Diệp Huyên nghiêm nghị nói, là lỗi của ta, lần sau nhất định ta sẽ chừa cho Thư viện Vạn Duy một con đường sống. Thẩm Tinh Hà gật đầu, ông ta nhìn về phía Trần Thiên, Trần Phủ Chủ, người đừng giận. Lần sau nhất định chúng ta sẽ để lại cho các ngươi một con đường sống. Trần Thiên liếc nhìn Thẩm Tinh Hà và Diệp Huyên, khẽ cười nói, chẳng phải mới chỉ vừa bắt đầu thôi sao? Nói xong, y nhìn về phía Diệp Huyên, ta thật sự muốn nhìn xem rốt cuộc ngươi lợi hại cỡ nào. Âm thanh vừa rơi xuống, y xoay người rời đi. Bên cạnh, Diệp Huyên híp hai mắt lại, tay phải nắm chặt lấy kiếm Thiên Chu giống như muốn ra tay. Mà lúc này, Thẩm Tinh Hà đột nhiên nói, không giữ y lại được đâu. Liên Thiển cũng nói, loại cường giả như Trần Thiên, nếu muốn chạy, mấy người các ngươi cũng không giữ lại được đâu, đừng lãng phí sức lực. Diệp Huyên im lặng, trong lòng có chút không cam tâm, bởi vì hắn biết hiện tại Trần Thiên chỉ có một mình, chính là thời cơ tốt nhất để giết chết đối phương. Thế nhưng hắn cũng hiểu rõ, loại cường giả như Trần Thiên nếu như muốn chạy, bọn họ thật sự là không ngăn cản được. Diệp Huyên lắc đầu, thu hồi suy nghĩ, hắn vẫy vẫy tay phải, kiếm Chấn Hồn cách đó không xa lập tức bay vào trong tay hắn. Lúc này, đột nhiên âm thanh của tiểu hồn lại vang lên trong đầu hắn, tiểu chủ, linh hồn này bổ quá. Diệp Huyên nói, ngươi sắp tiến hóa chưa? Tiểu hồn phấn khích nói, chắc là nhanh thôi. Nếu còn có linh hồn của loại cường giả như thế này nữa, hẳn là ta có thể trở nên càng mạnh. Diệp Huyên cười nói, được rồi. Có thể nói, kiếm Chấn Hồn hiện tại mạnh hơn rất nhiều so với thời kỳ đỉnh cao của nó trước đây. Bởi vì nó vẫn luôn cắn nuốt linh hồn cường đại, mà mỗi lần cắn nuốt được linh hồn cường đại, nó đều có thể tiến hóa lên rất nhiều. Lúc này, tiểu hồn lại nói, tiểu chủ, hiện tại ta có thể bồi bổ linh hồn của ngươi, khiến linh hồn của ngươi trở nên ngày càng lớn mạnh. Diệp Huyên hơi tò mò, bồi bổ linh hồn của ta. Vậy là ý gì? Tiểu hồn cười nói. Là ta sẽ dùng chính mình để bồi bổ linh hồn của ngươi, như vậy có thể khiến linh hồn của ngươi ngày càng lớn mạnh. Sau này, ngươi sẽ có lợi thế rất lớn khi giao thủ với những cường giả giỏi về tấn công linh hồn. Hoặc là, ngươi sẽ trở nên lớn mạnh hơn nếu ngươi thi triển phép thuật linh hồn và kiếm kỹ. Diệp Huyên gật đầu, hiện tại hắn có chút mong chờ tiểu hồn sẽ lại tiến hóa. Không thể không nói, có tiểu hồn trong tay. Có thể nói hắn đã nắm được tuyệt chiêu khắc chế linh hồn. Lúc này, Thẩm Thiên Hà bên cạnh đột nhiên nói, chúng ta quay về thôi. Quay về. Diệp Huyên lắc đầu từ chối, lão Thẩm, các người về trước đi. Ta muốn đi dạo một chút. Lão Thẩm lập tức lắc đầu, không được, chắc chắn cậu muốn đi làm chuyện xấu. Diệp Huyên không nói gì, cái này gọi là gì chứ? Lão Thẩm thấp giọng nói, tiểu sư tổ. Hiện tại cậu là người quan trọng nhất của Phù Văn Tông ta, không thể mạo hiểm được. Nếu như cậu xảy ra chuyện gì, cậu bảo chúng ta làm sao ăn nói với sư tổ đây. Diệp Huyên phân vân một lát, hắn đang định nói chuyện thì lúc này, Lưu Ung bên cạnh đột nhiên nói, sư huynh, để hắn đi đi. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Lưu Ung, đệ. Lưu Ung nhẹ giọng nói, tiểu sư tổ không phải là một đóa hoa trồng trong phòng ấm. Chúng ta cũng không thể biến cậu ấy thành đóa hoa trong phòng ấm được, chúng ta làm vậy là bảo vệ cậu ấy sao? Như thế có thể hại cậu ấy đấy. Thẩm Tinh Hà đang định nói gì đó, lúc này, Lưu Ung lại nói, tin tưởng cậu ấy đi, với thực lực và thân pháp quỷ dị của tiểu sư tổ, nếu như muốn chạy, cho dù là loại cường giả như Trần Thiên cũng không làm gì được đâu. Thẩm Tinh Hà im lặng một lát, sau đó gật đầu, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên. Cậu đi ra bên ngoài việc gì cũng phải cẩn thận. Diệp Huyên cười nói, ta sẽ cẩn thận. Thẩm Tinh Hà đột nhiên bấm đốt ngón tay, một lá bùa bảy sắc đột nhiên hiện lên trước mặt Diệp Huyên. Đây là bùa phá giới năm đó sư tổ để lại, bên trong lá bùa này ẩn chứa một sức mạnh vô cùng cường đại. Sức mạnh này quá mức to lớn nên hiện giờ cậu khó có thể thừa nhận. Thế nhưng vẫn ổn, thân thể của cậu cũng đủ lớn mạnh rồi. Vì thế chỉ cần không thi triển lá bùa này vượt quá giới hạn thì sẽ không có vấn đề gì lớn cả. Diệp Huyên đang định nói chuyện thì Thẩm Tinh Hà lại bấm đốt ngón tay, trước mặt ông ta là một chiếc bình ngọc màu trắng, còn đây là máu rồng của Long Đế của bộ tộc Thiên Long, là do Long Tổ của tộc Thiên Long tặng cho sư tổ năm đó.
Sư tổ chưa từng dùng cho nên giữ lại, nhưng cũng không có nhiều, chỉ còn lại 3 giọt, cho cậu đấy. Tộc Thiên Long. Diệp Huyên hơi tò mò, lão Thẩm, máu này có tác dụng gì? Bên cạnh, Lưu Ung kia cười nói, vật đó chính là đồ tốt, nếu cậu uống một giọt máu rồng thì sẽ có được sức mạnh vô địch của bộ tộc Thiên Long. Đơn giản mà nói, nếu như cậu uống một giọt huyết long, có thể khiến cho sức mạnh hiện tại của tiểu sư tổ tăng lên ít nhất gấp 10 lần. 10 lần. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên nhất thời trở nên nghiêm túc hẳn. Hiện tại thân thể của hắn cũng không phải là yếu, nếu như tăng lên gấp 10 lần, hắn hoàn toàn có thể dùng thân thể mạnh mẽ này chống lại Trần Thiên. Mà lúc này, Lưu Ung lại nói, không những làm gia tăng sức mạnh thân thể, còn có thể tăng cường sức phòng ngự của cậu nữa. Có thể nói, huyết tổ của Thiên Long là báu vật vô giá ở thời đại này. Diệp Huyên không từ chối, hắn nhận lấy 3 giọt huyết tổ của bộ tộc Thiên Long, sau đó hắn thi lễ với Lão Thẩm, đa tạ Lão Thẩm. Lão Thẩm lại bấm đốt ngón tay, một chiếc nhẫn chứa đồ rơi đến trước mặt Diệp Huyên, bên trong nhẫn chứa đồ có 1.000 miếng tinh thạch dày, cậu giữ lại mà dùng. Bên trong còn có một lá bùa cực phẩm màu cam, là một lá bùa dịch chuyển không gian. Nếu gặp phải nguy hiểm, cậu có thể thúc giục lá bùa này, nó có thể dịch chuyển cậu về Phù Văn Tông trong nháy mắt. Có điều cậu cũng không được lơ là, một số cường giả siêu cấp có thể tùy ý chặt đứt dịch chuyển không gian của cậu đấy. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Thẩm Tinh Hà đi tới trước mặt Diệp Huyên, ông ta vỗ nhẹ lên vai Diệp Huyên, nếu có vấn đề hoặc khó khăn gì, lập tức liên lạc với chúng ta, những thứ khác Phù Văn Tông chúng ta không có, chỉ có tiền là nhiều. Diệp Huyên. Giờ phút này, trong lòng Diệp Huyên cực kỳ ấm áp, hắn không từ chối mà nhận lấy mấy món bảo vật kia. Diệp Huyên ôm quyền với Thẩm Tinh Hà, Lão Thẩm, đa tạ. Lão Thẩm cười nói, người một nhà, khách khí gì chứ? Diệp Huyên mỉm cười, ta nói chuyện riêng với các bằng hữu một chút. Thẩm Tinh Hà gật đầu, đi đi. Diệp Huyên đi về phía 3 người tiểu thất. Thẩm Tinh Hà đứng tại chỗ khẽ nói, Phù Văn Tông chúng ta thật may mắn. Lưu Ung bên cạnh Thẩm Tinh Hà cũng cười nói, sư huynh không sợ hắn mang đại họa tới cho Phù Văn Tông chúng ta sao? Thẩm Tinh Hà nhẹ giọng nói, muốn có được lợi ích mà không chịu muốn bỏ sức ra, trên thế gian làm gì có chuyện tốt vậy chứ? Lưu Ung nói, ta đã âm thầm điều tra rồi, người này không phải loại người vong ân phụ nghĩa, Phù Văn Tông chúng ta đối xử với hắn tử tế ắt hẳn hắn cũng sẽ đối xử tốt với Phù Văn Tông chúng ta. Nói xong ông ta nhìn về phía 3 cô gái đám người tiểu thất ở phía xa xa, thật không ngờ 3 cô gái trẻ này cũng yêu nghiệt đến thế, lần này, Phù Văn Tông chúng ta thật sự là kiếm bộn rồi. Thẩm Tinh Hà gật đầu, cười nói, lời to. Nói đến đây, ông ta như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt dần trở nên căng thẳng, nhất định phải cẩn thận đề phòng người của học viện Vạn Duy ra chiêu tàn nhẫn. Nhớ kỹ, kêu người của chúng ta âm thầm bảo vệ bọn họ. Lưu Ung gật đầu, hiểu rồi. Thiên tài sợ nhất điều gì? Chính là chết hiểu. Có thể tưởng tượng ra, rất nhiều năm sau, nếu như đám người Diệp Huyên không ngã xuống, vậy khi đó Phù Văn Tông nhất định sẽ trở thành thế lực siêu cấp của vũ trụ ngũ duy. Đặc biệt là Diệp Huyên, hắn có cơ hội tốt nhất để vẽ ra được lá bùa bảy sắc. Bởi vậy, hiện tại việc Phù Văn Tông lo lắng nhất chính là sợ đám người Diệp Huyên gặp phải bất trắc. Xa xa. Diệp Huyên đi đến trước mặt 3 người tiểu thất, hắn nhìn 3 người, bấm tay một chút, sau đó 3 bình ngọc màu trắng dừng ở trước mặt 3 cô gái. Nước suối sinh mệnh. Liên Vạn Lý đưa tay bắt lấy một bình bạch ngọc, nàng ta liếc mắt nhìn Diệp Huyên, cười nói, có thành ý đấy. Diệp Huyên cười cười, sau đó nhìn về phía tiểu thất, không có chuyện gì chứ. Tiểu thất lắc đầu, không có chuyện gì. Diệp Huyên gật đầu, đúng rồi, Mạc Tà đâu? Tiểu thất nói, Mạc Tà sắp thăng cấp, cho nên chúng ta tới đây trước. Sắp thăng cấp. Diệp Huyên cười nói, chuyện tốt. Tiểu thất nhìn về phía Diệp Huyên, Phù Văn Tông thế nào? Diệp Huyên gật đầu, rất ổn. Tiểu thất gật đầu, vậy tạm thời chúng ta ở lại Phù Văn Tông. Diệp Huyên nói, 3 người các cô đều có thể ở lại Phù Văn Tông để an tâm tu luyện. Phù Văn Tông không có gì nhiều, chỉ có tiền thôi. Nếu các cô cần gì thì có thể tìm Lão Thẩm, ông ta sẽ giúp đỡ. Ta tin thực lực của các cô sẽ được nâng cao rất nhiều. Có thể nói thiên phú của 3 cô gái không hề kém hắn. Điều mà bọn họ thiếu chính là tài nguyên, một khi có tài nguyên,
ba cô gái chắc chắn sẽ đột phá. Liên Vạn Lý đột nhiên hỏi, người chuẩn bị đi đâu? Diệp Huyên cười nói, đi dạo quanh khắp nơi, tìm một cơ hội. Liên Vạn Lý nhìn Diệp Huyên, ta đi với ngươi. Diệp Huyên ngẩn người. Liên Vạn Lý hơi nhíu mày, không được à? Diệp Huyên hơi lưỡng lự, đang định nói chuyện thì Liên Vạn Lý lại hỏi, sợ ta liên lụy tới ngươi sao? Diệp Huyên lắc đầu cười, tất nhiên là không phải. Liên Vạn Lý nhàn nhạt nói, vậy ngươi còn lưỡng lự cái gì, sợ bổn vương ăn thịt ngươi chắc? Diệp Huyên cười nói, nếu cô muốn đi vậy thì cùng đi. Liên Vạn Lý gật đầu, giống như nghĩ đến điều gì, nàng ta nhìn về phía An Lan Tú, ngươi không có ý kiến gì chứ? An Lan Tú lắc đầu. Liên Vạn Lý cười nói, yên tâm đi, bổn vương sẽ không ăn thịt hắn đâu. An Lan Tú nhẹ giọng nói, cẩn thận. Một lát sau, Diệp Huyên và Liên Vạn Lý cùng rời đi. Còn Tiểu Thất và An Lan Tú thì đi theo đám người Thẩm Tinh Hà quay về Phù Văn Tông. Phù Văn Tông cũng vô cùng coi trọng Tiểu Thất và An Lan Tú bởi sức chiến đấu của hai người rất cao. Mặc dù các nàng không hiểu đạo Phù Văn nhưng các nàng biết đánh nhau. Hiện tại Phù Văn Tông thiếu thốn nhất chính là loại người biết đánh nhau. Bởi vậy, Phù Văn Tông vô cùng vui mừng vì sự xuất hiện của Tiểu Thất và An Lan Tú. Chấm chấm chấm. Ở nơi nào đó bên trong đám mây, Diệp Huyền cầm kiếm bước đi, bên cạnh hắn là Liên Vạn Lý. Thật ra, hắn không hiểu tại sao Liên Vạn Lý lại muốn đi theo mình, hắn biết đối phương nhất định không phải đến để chơi đùa. Lúc này, Liên Vạn Lý bỗng cất tiếng, còn nhớ Thanh Châu không? Thanh Châu. Diệp Huyên gật đầu, nhớ. Sao hắn lại không nhớ nơi đó được chứ? Hắn và muội muội Diệp Liên chính là đi ra từ nơi đó, đương nhiên, ký ức sâu đậm nhất vẫn là Thanh Thành, Khương Quốc, Lão Kỳ. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Vạn Lý, tại sao tự nhiên lại hỏi cái này? Liên Vạn Lý cười nói, bởi vì đã lâu rồi chúng ta chưa từng trở về. Trở về. Diệp Huyên trầm mặc. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, có từng nghĩ sẽ quay về không? Diệp Huyên gật đầu, có, nơi đó có một người mà ta nhớ thương. Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, là nàng ấy. Diệp Huyên gật đầu. Liên Vạn Lý cười nói, ta còn tưởng ngươi quên nàng ấy rồi. Diệp Huyên lắc đầu, không quên. Liên Vạn Lý gật đầu, khi nào thì quay về. Diệp Huyên nhìn về phía Liên Vạn Lý, cô rất muốn quay về à? Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, cách nhà càng xa lại càng nhớ. Nhà. Diệp Huyên lắc đầu, đối với hắn mà nói, nơi đó đã không còn là nhà nữa rồi. Bởi vì Diệp Liên đã không còn ở Thanh Thành nữa. Hơn nữa, An Lan Tú và Liên Vạn Lý đều ở đây, vì thế đối với hắn mà nói, nơi đó chỉ có một người khiến hắn lưu luyến mà thôi. Liên Vạn Lý đột nhiên cười nói, bất kể thế nào đi nữa, qua khoảng thời gian này cùng nhau về một chuyến đi, thế nào? Với thực lực hiện tại của chúng ta, muốn về nơi đó cũng không mất bao nhiêu thời gian. Diệp Huyên suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, được, đến lúc đó cùng nhau về một chuyến. Liên Vạn Lý khẽ cong khóe miệng, cứ quyết định vậy đi. Diệp Huyên gật đầu, chắc chắn. Nói xong, hắn nhìn về phía Liên Vạn Lý, cô đi theo ta ra đây chính là vì muốn nói chuyện này sao? Liên Vạn Lý cười nói, không hẳn là vậy. Ta thật sự muốn theo ngươi đi dạo xung quanh, xem có thể thơm lây được chút may mắn của ngươi, gặp được cơ hội nào đó không? Diệp Huyên lắc đầu cười. Liên Vạn Lý nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Diệp Huyên thấp giọng nói, một cái di tích. Lần này, mục tiêu của hắn chính là di tích của người sáng tạo ra Nhất Kiếm Vô Lượng. Năm đó tiên tri đã đi qua di tích kia, tiên tri là kẻ nhìn ra trông rộng, hắn chỉ nhìn chúng chiêu Nhất Kiếm Vô Lượng này. Vì thế hắn mới quyết định đến xem, biết đâu lại có thu hoạch mới. Nói trắng ra chính là đi rước họa vào thân. Trong lòng Diệp Huyên hỏi, Liên Thiển cô nương, chúng ta còn cách di tích kia bao xa? Liên Thiển nói, đi thẳng theo hướng trước mặt ngươi bây giờ, còn khoảng nửa ngày nữa là tới. Diệp Huyên nhíu mày, với tốc độ của ta mà vẫn cần nửa ngày nữa sao? Liên Thiển nói, ừ, chỗ đó hơi xa, hơn nữa còn rất nguy hiểm. Diệp Huyên hơi khó hiểu, nguy hiểm, vậy là ý gì? Liên Thiển nói, khi nào ngươi đến khác biệt? Diệp Huyên gật đầu, bất kể thế nào cũng phải đi xem. Nói đến đây, hắn giống như nghĩ đến điều gì,
lại hỏi, Liên Thiển cô nương, trước mắt xem ra thực lực của học viện Vạn Duy cũng không có mạnh lắm. Liên Thiển cười lạnh, ngu dốt. Diệp Huyên. Liên Thiển thấp giọng nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi tuyệt đối không được coi thường học viện Vạn Duy, dù chỉ một chút. Diệp Huyên nói vậy là sao? Liên Thiển nói, ta đã nói với ngươi về thư viện Vạn Duy rồi, sau khi chủ nhân biến mất, người mạnh nhất thư viện Vạn Duy là nữ phu tử kia. Nếu như người này muốn giết ngươi, ta nói cho ngươi biết, trừ khi cô gái váy trắng đến, bằng không sẽ không ai có thể bảo vệ được ngươi. Cho dù là tập hợp toàn bộ sức mạnh của Phù Văn Tông cũng không ngăn cản nàng ta được đâu. Diệp Huyên trầm giọng nói, nữ phu tử kia mạnh vậy sao? Liên Thiển nói, rất mạnh, nàng ta năm đó đã cao thâm không lường được, nàng ta của hiện tại khẳng định còn mạnh hơn. Ngoài nàng ta ra, trong thư viện còn có 6 vị đại giáo tôn, 6 người này là 6 người mạnh nhất của thư viện hồi đó trừ nữ phu tử kia. Khi đó 6 người bọn họ đã là cường giả bậc nhất của thiên cơ cảnh đỉnh cao. Mà hiện tại, với thực lực và thiên phú của bọn họ, hẳn là đều đã đạt tới nhân quả cảnh. Có điều ta cũng không biết hiện giờ 6 người đó có còn ở thư viện không. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, sau đó lại nói, còn nữa, thư viện Vạn Duy còn có một trận pháp lớn, là thứ mà năm đó tiên tri để lại. Trận pháp này có tên là Trảm Nhân, tiên sinh nói trên đời này không có thần, chỉ có người hùng mạnh. Sau này nếu như thư viện Vạn Duy rơi vào nguy hiểm, nhất định là do người gây nên. Vì thế năm đó ông ta đã tự mình nghiên cứu ra trận pháp lớn này. Một khi khởi động trận pháp, chém không chừa một ai. Đây là lý do vì sao mà không một ai dám động tới thư viện Vạn Duy mặc dù hiện giờ thư viện Vạn Duy đã sa sút. Bởi vì trên đời này không ai có thể chống đỡ được một đòn. Diệp Huyên đột nhiên hỏi, cô gái váy trắng thì sao? Một cỗ sức mạnh cường đại đột nhiên đánh lên người Diệp Huyên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Liên Vạn Lý đứng bên cạnh trừng mắt nhìn, có chút mơ hồ. Xa xa, Diệp Huyên có chút uất ức nói, Liên Thiển cô nương, cô làm cái gì vậy? Hiển nhiên vừa rồi là Liên Thiển ra tay. Liên Thiển lạnh lùng nói, sao ngươi có thể làm vậy chứ? Diệp Huyên, Liên Thiển khẽ nói, không nói đùa với ngươi nữa, ngươi hơi coi thường học viện Vạn Duy này rồi. Ngoài nữ phu tử và 6 vị đại giáo tôn ta vừa nói với ngươi. Bên trong thư viện Vạn Duy còn có rất nhiều thủ đoạn mạnh khác. Đặc biệt là những đệ tử và đạo sư một thời, sau khi chủ nhân biến mất những người đó phần lớn đều rời khỏi học viện. Thế nhưng, nếu thư viện Vạn Duy gặp nguy hiểm, ta dám bảo đảm, những người này nhất định sẽ xuất hiện. Bao gồm cả nữ phu tử kia. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao? Liên Thiển nói, bởi vì đây là học viện mà chủ nhân để lại, nó có thể sa sút. Có thể tự hủy hoại mình nhưng không thể để người ngoài hủy diệt được. Diệp Huyên im lặng. Liên Thiển lại nói, cho dù là ta cũng không muốn học viện Vạn Duy bị hủy diệt nhưng sau này ngươi có năng lực thì vẫn có thể giết chết Trần Thiên và một vài chủ quản. Diệp Huyên cười nói, Liên Thiển cô nương, là bọn họ muốn tiêu diệt ta. Liên Thiển im lặng một lát, sau đó nhẹ giọng nói, ngươi giành được chiếc tháp này cũng coi như là người thừa kế của chủ nhân, cho nên học viện do người để lại. Ta cũng mong ngươi có thể bảo vệ nó một chút. Tất nhiên ta cũng không ép buộc ngươi. Diệp Huyên cười cười, chúng ta không nói đến vấn đề phiền phức này nữa. Liên Thiển nói, được, chuyện sau này để sau này lại nói. Diệp Huyên bắt đầu đẩy nhanh tốc độ. Ở học viện Vạn Duy xa xôi kia, Trần Thiên đang ngồi trong thư phòng. Y đã ngồi trong đó khoảng 2 canh giờ rồi. Lúc này, đột nhiên có một lão già đi vào trong phòng sách. Trần Thiên nhìn về phía lão già, thế nào? Lão già thấp giọng nói, hắn ta đồng ý ra mặt giết Diệp Huyên, nhưng hắn ta nói không phải vì ngươi, mà là vì tương lai của học viện. Trần Thiên trầm mặc. Lão già lại nói, hắn ta đã đi tìm Diệp Huyên rồi. Nếu như hắn ta đã đồng ý tự mình ra tay, vậy hẳn là không có vấn đề gì đâu. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên và Liên Vạn Lý đến bên trong một dãy núi. Hai người không bay, mà là đi bộ. Rừng sâu núi thẳm. Đây là cảm giác của Diệp Huyên lúc này. Ở xung quanh hắn và Liên Vạn Lý, cây cổ thụ cao ngút trời, trên đầu bị vô số lá cây bao trùm, kín không kẽ hở, một chút ánh nắng cũng không lọt vào được. Mà ở xung quanh, cỏ dại cao đến cả trượng, rậm rạp, mang cảm giác kìm nén nặng nề.
Liên Vạn Lý nhẹ giọng nói, nơi này đã sinh trưởng dã man không biết bao lâu rồi. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng nói, cẩn thận chút. Nơi như này vừa nhìn đã thấy không phải nơi tốt đẹp gì. Liên Vạn Lý khẽ gật đầu, hai người tiếp tục đi. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên nói, Liên Thiển cô nương, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa? Liên Thiển nói, một canh giờ. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, hắn cười khổ, vì sao không trực tiếp dùng ngự kiếm phi hành? Liên Thiển nhẹ giọng nói, tôn trọng. Diệp Huyên trầm lặng. Liên Thiển lại nói, năm đó khi tiên sinh đi vào nơi này, vì để thể hiện lòng tôn trọng, người cũng là đi bộ đến. Diệp Huyên trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, theo ta được biết, năm đó chủ nhân của ngươi hẳn đã là vô địch đương thời. Liên Thiển nói, có thể nói như vậy. Diệp Huyên đang định nói cái gì, Liên Thiển lại nói, ta biết ý của ngươi, năm đó chủ nhân không phải chỉ tôn trọng cao thủ, mà người đối với ai cũng đều tôn trọng. Ngươi từng nói, bất kỳ sinh mệnh nào cũng đều cần có được sự tôn trọng. Mà theo quan điểm của ngươi, cao thủ chân chính, không nên chỉ dùng thực lực để đánh giá. Diệp Huyên hỏi, vậy nên dùng cái gì để đánh giá nữa? Liên Thiển nhẹ giọng nói, lý lẽ. Diệp Huyên nhíu mày, ý là gì? Liên Thiển nói, nếu một người hùng mạnh bằng lòng nói lý lẽ với người yếu hơn hắn, đây chính cao thủ. Diệp Huyên lắc đầu. Trong ấn tượng của hắn, có rất ít người nói lý lẽ, tất cả mọi người đều dùng nắm đấm của người nào lớn, người đó có lý. Dường như biết được suy nghĩ của Diệp Huyên, Liên Thiển lại nói, cho nên, chủ nhân từng nói, thế giới này là một thế giới có bệnh. Mọi người chỉ tin vào sức mạnh, chỉ tin thực lực tuyệt đối, bởi vì có thực lực, có thể tùy ý làm bậy. Đương nhiên, chủ nhân cũng không nói điều này là sai, người nói đây là quy tắc của thế giới này, bởi vì kẻ yếu sẽ bị ức hiếp, mà một người khi bị ức hiếp, sẽ muốn trở nên mạnh hơn, sau đó cả thế giới sẽ cứ tiếp tục theo cái vòng luẩn quẩn này. Nói đến đây, nàng ta dừng một chút, sau đó lại nói, năm đó chủ nhân nói người muốn tạo ra một thế giới bình đẳng, một thế giới không coi thực lực là trên hết. Diệp Huyên vội vàng hỏi, sau đó thì sao? Liên Thiển nói, người rời đi một khoảng thời gian ấy người chính là đi làm chuyện này. Diệp Huyên lại hỏi, thành công không? Liên Thiển nói, không biết, chỉ biết người sau khi trở về đã nói với bọn ta, người nói dù là thế giới nào đi chăng nữa, thì cũng không cách nào tạo được sự công bình tuyệt đối. Người nói, người đã phong ấn linh khí của thế giới kia, bởi vậy, thế giới đó không có cao thủ hủy thiên diệt địa, tuổi thọ của con người không qua trăm tuổi. Nhưng, ngay cả như vậy, thế giới kia cũng có tranh đấu, hơn nữa, tranh đấu vô cùng gay gắt. Cuối cùng người hiểu ra một chuyện, đó là người mãi mãi không biết hài lòng, không chỉ có người, tất cả sinh linh đều giống nhau, đều không biết hài lòng. Hơn nữa, khi thực lực của một người dần trở nên lớn mạnh hơn, dã tâm của hắn cũng sẽ càng lúc càng lớn. Diệp Huyên trầm lặng. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, ngươi có bằng lòng nói lý lẽ với người yếu hơn ngươi không? Bản thân mình. Diệp Huyên cười nói, người không ức hiếp ta không ức hiếp người, nếu người ức hiếp ta sẽ giết người. Liên Thiển nhẹ giọng nói, như vậy là đủ rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói, Liên Thiển cô nương, ta nghĩ có lẽ chủ nhân ngươi muốn thay đổi thế giới. Liên Thiển cười nói, người không phải muốn, mà người đã làm như vậy rồi. Cho nên, người lập ra học viện Vạn Duy, đáng tiếc là sau khi người biến mất, học viện Vạn Duy bây giờ đã dần dần biến chất. Diệp Huyên gật đầu, đang định nói, lúc này, Liên Vạn Lý ở bên cạnh đột nhiên nói, người nhìn phía trước. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, trước mặt hắn cách đó không xa là một hàng cây cổ thụ này trực tiếp chặn đường đi của bọn họ. Diệp Huyên nhíu mày, Liên Thiển cô nương, đây là... Liên Thiển trầm giọng nói, đi qua. Diệp Huyên gật đầu, hai ngón tay hắn chỉ một cái, một sợi kiếm quang phá không mà đi, hàng cây cổ thụ ở phía xa kia lập tức bị hắn chém đổ, mà phía sau cây cổ thụ, trải rộng cỏ dại, sau cỏ dại, có thể mơ hồ nhìn thấy một cái cửa đá. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, đến nơi rồi sao? Liên Thiển nói, đến rồi. Diệp Huyên và Liên Vạn Lý đi đến trước cửa đá, hắn đang định ra tay, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn hơi hành lễ, sau đó dùng hai ngón tay vạch nhẹ. Suy! Đám cỏ dại này bị kiếm quang chém nát,
mà ở phía sau cỏ dại là một cái cửa đá khắc đầy ký hiệu. Diệp Huyên đang định ra tay, lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, muốn chết sao? Diệp Huyên có chút khó hiểu, Liên Thiển cô nương có ý gì? Liên Thiển nói, đây là phong ấn năm đó ta mượn nhờ lực lương của chủ nhân tạo ra, nếu ngươi tấn công, lực lượng kia bắn ngược lại, sẽ trực tiếp làm nổ tung ngươi. Diệp Huyên cười gượng, vậy mời Liên Thiển cô nương ra tay. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Nàng ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nhìn về phía cửa đá kia, nàng ta mở lòng bàn tay ra, trong miệng thầm đọc một vài thuật ngữ mà Diệp Huyên nghe không hiểu, chỉ chốc lát, cửa đá ở phía xa kia bỗng nhiên trở nên hư ảo, ước chừng sau khoảng mười mấy nhịp thở, cửa đá kia đã tan biến. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Nói xong, nàng ta hóa thành ánh sáng trắng biến mất. Diệp Huyên gật đầu, hắn cùng Liên Vạn Lý đi về phía cửa đá, sau khi bước vào, một khoảng tối đen, hơn nữa, một cảm giác nặng nề đập vào mặt. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một viên đá ánh trăng bay ra ngoài, nhưng vào lúc này, một sợi kiếm quang đột nhiên chém vào viên đá ánh trăng kia. Ầm, viên đá ánh trăng nổ tung. Diệp Huyên nhíu mày, đây là... Liên Thiển nói, kiếm linh của nơi đây. Năm đó nơi này có một thanh kiếm, là kiếm của kiếm tu mù kia, kiếm linh kia vẫn luôn canh giữ nơi này. Năm đó chủ nhân vốn là muốn dẫn nó đi, nhưng chính nó không muốn. Ngươi phải cẩn thận chút, kiếm linh này cực kỳ mạnh, không thể coi thường. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn lướt qua bốn phía, sau đó đi về phía chỗ sâu trong hang động, nhưng vào lúc này, một tia kiếm quang đột nhiên phá không chém tới từ trước mặt hắn. Diệp Huyên giơ kiếm chắn ngang. Ầm. Trong chớp mắt một lực lượng mạnh mẽ chấn động khiến Diệp Huyên bay ra ngoài hang động, bị đánh bay ra ngoài cùng với hắn còn có Liên Vạn Lý. Bên ngoài hang động, Diệp Huyên nhíu mày, thanh kiếm này mạnh như vậy sao? Không nghĩ nhiều, Diệp Huyên đang muốn ra tay, lúc này, Liên Thiển bỗng xuất hiện ở trước hang động, nàng ta nhìn vào trong hang động, còn nhớ ta không? Lúc này, trong hang động phát ra tiếng kiếm rất nhỏ. Liên Thiển nhìn về phía Diệp Huyên, đi thôi. Nói xong, nàng ta dẫn theo Diệp Huyên và Liên Vạn Lý đi vào trong hang động, bên trong hang động vẫn là một mảnh tối đen, nhưng sau khi đi khoảng một khắc, ba người nghe thấy tiếng suối chảy róc rách. Diệp Huyên nhìn về phía xa có một lối ra, từ lối ra này, hắn nhìn thấy một thác nước. Sau khi ra khỏi hang động, tầm nhìn lập tức mở rộng, trước mặt bọn họ là một thác nước nhỏ, dưới thác nước là một hồ nước, mà xung quanh là một biển hoa. Diệp Huyên nhìn về phía dưới thác nước, trên hồ nước kia có người đàn ông trung niên che mắt bằng mảnh vải đen đang ngồi xếp bằng. Người đàn ông trung niên mặc rất giản dị, chỉ là áo vải đơn giản, nhìn từ bề ngoài bình thường không có gì lạ, không khác gì người thường. Lúc này, Diệp Huyên và Liên Vạn Lý đột nhiên quay đầu lại nhìn, cách đó không xa ở bên phải trong khóm hoa kia, một cô gái mặc váy vải đi ra, trong tay cô gái đang cầm một bó hoa. Trên người nàng ta mang theo một vẻ uy nghiêm. Kiếm linh. Sau khi đi ra, nàng ta nhìn thoáng qua Liên Thiển, đã lâu không gặp. Liên Thiển gật đầu, đúng là đã lâu rồi. Cô gái đi đến bên hồ nước, nàng ta thả bó hoa trong tay xuống hồ nước, sau đó nhẹ giọng nói, chủ nhân của ngươi đâu? Liên Thiển lắc đầu, biến mất rồi. Cô gái nhíu mày, nàng ta nhìn Liên Thiển, trên đời này, không ai có thể giết chết ông ta. Liên Thiển nhẹ giọng nói, người là biến mất, không phải bị người khác giết chết, về phần đã đến nơi nào, ta cũng không biết, giống như bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Cô gái trầm lặng một lát, sau đó nói, ông ta là một người rất khó lường. Liên Thiển cười nói, chủ nhân của ngươi cũng rất lợi hại. Cô gái nhìn về phía người đàn ông trung niên ngồi giữa hồ nước kia, nhẹ giọng nói, ở thời đại của chủ nhân, từ sau khi chủ nhân thành danh, chưa từng bị đánh bại. Nhưng nếu như so sánh với chủ nhân của ngươi, thì vẫn là kém hơn, chủ nhân của ngươi là người mạnh nhất ta từng gặp. Liên Thiển lắc đầu, đã từng. Cô gái quay đầu nhìn về phía Liên Thiển, ý là gì? Liên Thiển nhẹ giọng nói, ta đã gặp một cô gái rất mạnh ở vũ trụ tứ duy, mạnh một cách phi lý. Cô gái nhíu mày, mạnh hơn cả chủ nhân của ngươi. Liên Thiển trầm giọng nói, ta không biết, ta chỉ biết. Nếu như nàng ta đánh với chủ nhân không chắc có thể thắng nàng ta. Đúng rồi, nàng ta cũng là một kiếm tu.
kiếm tu. Nghe lời này của Liên Thiển, cô gái hơi nhướn lông mày, nàng ta là một kiếm tu. Liên Thiển gật đầu, đúng vậy. Cô gái nhìn thẳng vào Liên Thiển, ý của ngươi là, nàng ta còn mạnh hơn cả chủ nhân của ta. Liên Thiển nhìn thoáng qua người đàn ông trung niên trong hồ nước ở gần đó, chủ nhân của ngươi là kiếm tu mạnh nhất ta từng gặp được ở vũ trụ ngũ duy, nhưng cô gái kia có lẽ là mạnh hơn chủ nhân của ngươi. Vớ vẩn. Sắc mặt cô gái dần trở nên lạnh lùng, nếu ngươi nói chủ nhân của ngươi mạnh hơn chủ nhân của ta, thì ta cũng thừa nhận, nhưng, ta không tin trên đời này có kiếm tu có trình độ kiếm đạo mạnh hơn chủ nhân của ta. Tuyệt đối không có khả năng. Liên Thiển lắc đầu, ngươi nên ra nhìn bên ngoài nhiều hơn. Nàng ta biết chủ nhân của kiếm linh trước mắt đây rất mạnh, người có thể sáng tạo môn kiếm kỹ như nhất kiếm vô lượng, sao có thể không mạnh. Nhưng mà, cô gái kia càng mạnh hơn. Cô gái kia mạnh đến mức phi lý. Lúc này, cô gái cách đó không xa đột nhiên nói bằng giọng lạnh lùng, trong lòng ta, toàn bộ kiếm tu trên đời này cộng lại với nhau, cũng không bằng một sợi tóc của chủ nhân ta, ta. Đúng lúc này, trong cơ thể Diệp Huyên, một tiếng kiếm đột nhiên vang lên, ngay sau đó kiếm của cô gái váy trắng kia chợt bay ra, tốc độ của nó cực nhanh, giống như sấm sét, chém ngay vào cô gái kia. Mà lúc này, cô gái kiếm linh kia bỗng đứng lên, ánh mắt nàng ta lạnh như băng, láo xược. Vừa dứt lời, kiếm thế hùng mạnh bùng nổ ra từ cơ thể cô gái. Thấy thanh kiếm kia nhằm vào mình, sắc mặt của cô gái kiếm linh lập tức lạnh băng như xương, quanh người nàng ta, kiếm thế hùng mạnh kia cuồn cuộn mà ra, nhưng mà, thanh kiếm chém tới, kiếm thế kia của nàng ta tan thành mây khói trong chớp mắt. Cô gái kiếm linh thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, nhưng nàng ta cũng không lùi bước. Nàng ta đạp mạnh chân phải, hóa thành kiếm quang lao đi. Trước ánh mắt của ba người đám Diệp Huyên, hai thanh kiếm chém thẳng vào nhau. Đối chọi gay gắt. Một tia kiếm quang trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm quang bay ra chính là cô gái kiếm linh. Xa xa phía chân trời, sau khi dừng lại, cơ thể cô gái kiếm linh dần trở nên hư ảo. Một kiếm này thiếu chút nữa đã hủy diệt linh của nàng ta. Lúc này, kiếm của cô gái váy trắng đột nhiên run lên dữ dội, một tiếng kiếm vang vọng từ phía chân trời. Diệp Huyên có thể cảm nhận được thanh kiếm này đang khinh thường. Không đơn giản là khinh thường cô gái kiếm linh kia, mà khinh thường tất cả, ngạo nghễ với thiên hạ. Sự tự tin vô địch, giống như cô gái váy trắng kia. Nhìn thấy cảnh này, Liên Thiển nhìn sâu vào thanh kiếm đang bay bồng bềnh ở cách đó không xa, trong mắt có chút kiêng dè. Đến lúc này, nàng ta biết, bản thân vẫn là đánh giá thấp cô gái váy trắng kia. Bởi vì thực lực của thanh kiếm kia quá nghịch thiên. Kiếm nhờ chủ mà mạnh. Cô gái váy trắng kia mạnh bao nhiêu, thanh kiếm này mạnh bấy nhiêu. Đây là phàm cảnh. Kiếm nhờ người mà siêu phàm. Lúc này, kiếm của cô gái váy trắng đột nhiên hóa thành kiếm quang biến mất vào trong cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái kiếm linh, ánh mắt nàng ta có chút ngỡ ngàng. Nàng ta thua rồi. Hơn nữa thua một cách dứt khoát như thế, ngay cả sức đánh trả cũng không có. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên nói, cô nương. Kiếm linh nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, ta vẫn luôn nghĩ rằng, người phải trải qua thất bại mới có thể trưởng thành. Một người, nếu hắn luôn vô địch, thì hắn sẽ vĩnh viễn không biết được khuyết điểm của mình. Mà chỉ cần một lần thất bại, hắn sẽ phát hiện, chính hắn có rất nhiều chỗ thiếu sót. Có rất nhiều khuyết điểm. Người từng trải qua thất bại, mới có thể trở nên càng lớn mạnh hơn. Bại. Diệp Huyên chưa từng sợ thất bại, điều hắn sợ là sau khi thất bại không có cơ hội để làm lại. Bởi vậy, có vài thất bại có thể xảy ra, nhưng có vài thất bại tuyệt đối không thể. Một vài thất bại, người có thể bắt đầu lại, nhưng có một vài thất bại, người mãi mãi không có cơ hội trở mình. Cô gái kiếm linh nhìn Diệp Huyên, ngươi là kiếm tu. Diệp Huyên gật đầu. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, kiếm linh cô nương, lần này đến là muốn để hắn kế thừa kiếm đạo của chủ nhân ngươi. Kiếm linh lại nhìn sang Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta lắc đầu quá yếu. Diệp Huyên cười nói, nếu ta vô địch đương thời, thì sao phải cần kế thừa của tiền bối. Kiếm linh trầm mặc. Liên Thiển nhìn Diệp Huyên, ra tay. Diệp Huyên hiểu được ý của Liên Thiển, hắn đột nhiên biến mất. Nhất kiếm vô lượng. Đối với nhất kiếm vô lượng này, hiểu biết của hắn có thể nói là rất sâu,
bây giờ hắn thi triển nhất kiếm vô lượng vô cùng điêu luyện, hơn nữa uy lực rất lớn. Kiếm Linh nhìn thấy nhất kiếm vô lượng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tay phải nàng ta bỗng giơ ngang ra, kiếm quang lóe lên trên tay phải. Ầm, một thanh kiếm trực tiếp bị ngăn bởi tay phải của nàng ta. Nhưng mà, Diệp Huyên cũng đã biến mất. Cô gái Kiếm Linh nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên, hai ngón tay nàng ta chỉ nhẹ một cái, một sợi kiếm quang bay ra từ đầu ngón tay nàng ta. Suy, tiếng xé rách vang lên, phía xa cách khoảng hơn 10 trượng, không gian nơi đó đột nhiên nứt ra, Diệp Huyên bước ra. Diệp Huyên nhìn cô gái Kiếm Linh, trầm lặng. Hắn phát hiện, nhất kiếm vô lượng của hắn không có ích gì đối với cô gái này. Hơn nữa, cô gái này biết hắn ở đâu. Cô gái Kiếm Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, người dùng nó rất tốt. Diệp Huyên gật đầu, đa tạ. Cô gái Kiếm Linh nhìn về phía người đàn ông trung niên giữa hồ, một lát sau, nàng ta nhẹ giọng nói, ngươi không phải người thích hợp nhất trong lòng chủ nhân, nhưng ta biết, ngươi không đợi được người thích hợp hơn nữa rồi. Ngươi lại đây. Diệp Huyên đi đến bên cạnh cô gái Kiếm Linh, nàng ta nhẹ giọng nói, hành lễ đi. Diệp Huyên hành lễ với người đàn ông trung niên kia. Cô gái nhẹ giọng nói, nếu ngươi đã là người kế thừa của chủ nhân, vậy thì nên biết lai lịch và một vài chuyện về chủ nhân. Chủ nhân ban đầu tên là Hạ Phong Khởi, là hoàng tử của Hạ Quốc năm đó, sau này bởi vì bị hoàng phi của mình phản bội, hai mắt bị chọc mù, kinh mạch bị đứt, trở thành một phế nhân không thể tu luyện. Diệp Huyên hỏi, vậy cuối cùng ông ấy làm thế nào trở thành một kiếm tu hùng mạnh? Cô gái nói, chủ nhân không cách nào trở thành một người tu luyện bình thường, vì thế, người tự nghĩ ra hai phương pháp tu luyện. Tự nghĩ ra phương pháp tu luyện. Diệp Huyên vội hỏi, phương pháp tu luyện gì? Cô gái đứng dậy nói, tu tâm, tu hồn. Tu tâm, tu hồn. Cô gái lại nói, cái gọi là tu tâm, chính là tu kiếm, lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm làm ý niệm, không dựa vào cơ thể, không dựa vào linh hồn, tâm hướng về đâu, kiếm đến nơi đó. Nói đến đây, nàng ta từ từ nhắm mắt lại, lúc này, một thanh kiếm đột nhiên ngưng tụ từ giữa hai chân mày của nàng ta, ngay sau đó, thanh kiếm biến mất. Diệp Huyên có chút ngơ ngác. Cô gái nhìn thoáng qua Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên vẫn không hiểu gì. Liên Thiển bỗng nhiên nói, ở nghìn dặm ngoài kia. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyên lập tức thay đổi, hắn nhìn về phía xa xa, tại nơi cách xa nghìn dặm phía cuối ánh mắt kia, một thanh kiếm đang lặng lẽ bồng bềnh. Nhất kiếm thiên lý. Lúc này, sắc mặt Diệp Huyên trở nên cực kỳ nghiêm túc. Cô gái Kiếm Linh lại nói, thật ra, ngươi vẫn chưa phát huy nhất kiếm vô lượng của ngươi đến mức cao nhất, bởi vì ngươi thiếu tâm pháp cốt lõi. Chỉ có dùng tâm kiếm tâm pháp này, nhất kiếm vô lượng mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Diệp Huyên trầm giọng nói, ý của ngươi là, nhất kiếm vô lượng này là phi kiếm. Cô gái gật đầu, là phi kiếm. Nhất kiếm vô lượng còn có tên là nhất kiếm thiên lý, trong phạm vi nghìn dặm, giết hết tất cả trong chớp mắt. Nghìn dặm. Diệp Huyên im lặng, không phải là nghìn trượng, mà là nghìn dặm. Lúc này, cô gái Kiếm Linh lại nói, chủ nhân ngoài nhất kiếm vô lượng ra, còn có một môn kiếm kỹ, không đúng, không thể nói là kiếm kỹ. Là một loại hình thái kiếm đạo. Diệp Huyên rất tò mò, hình thái gì? Cô gái nhẹ giọng nói, kiếm quy. Cái gọi là kiếm quy chính là, trọng kiếm và khinh kiếm lấy nhanh làm cốt lõi, võ kỹ trong thiên hạ, chỉ nhanh là không bị phá, bởi vậy, hình thái khinh kiếm chính là phải nhanh, nhanh đến mức khiến cho kẻ địch không thể phòng ngự. Diệp Huyên vội hỏi tiếp, vậy còn trọng kiếm? Cô gái nói, trọng kiếm chú trọng đến nhất lực giáng thập hồi sao? Một kiếm chém xuống, vạn pháp đều bị phá. Nói xong, nàng ta nhìn Diệp Huyên, năm đó sau khi cơ thể chủ nhân phục hồi, người có thể chuyển đổi giữa khinh kiếm và trọng kiếm một cách tùy ý, vào năm đó, không có ai là đối thủ của người. Trọng kiếm, khinh kiếm. Diệp Huyên trầm lặng, hắn đã được thấy sự lợi hại của khinh kiếm, chính là nhất kiếm vô lượng, uy lực này tất nhiên không cần phải nói. Khinh kiếm đã lợi hại như thế. Vậy trọng kiếm có thể yếu được không? Nếu khinh kiếm và trọng kiếm kết hợp lại thì sao? Đó chẳng phải là nghịch thiên. Lúc này, Liên Vạn Lý ở bên cạnh đột nhiên hỏi, không phải vẫn còn một loại phương pháp tu luyện sao? Cô gái Kiếm Linh gật đầu, chủ nhân còn sáng tạo ra một loại phương pháp tu luyện, tức linh hồn. Linh hồn không dựa vào cơ thể,
dựa vào hồn lực. Nói đến đây, nàng ta nhìn Diệp Huyên, năm đó chủ nhân mạnh nhất không phải là khinh kiếm trọng kiếm, mà là khinh kiếm trọng kiếm cộng thêm hình thái linh hồn. Nói xong, nàng ta bỗng nhiên đặt tay phải lên vai Diệp Huyên, ngay sau đó, linh hồn Diệp Huyên trực tiếp bị nàng ta kéo ra, cô gái nói, thử nhất kiếm vô lượng đi. Diệp Huyên do dự một chút, sau đó hỏi, linh hồn. Cô gái kiếm linh gật đầu. Diệp Huyên gật đầu, hắn mở lòng bàn tay, kiếm Chu Thiên xuất hiện trong tay hắn, tuy là thể linh hồn, nhưng hắn vẫn có thể sử dụng kiếm kỹ, dĩ nhiên, không phải mạnh lắm. Diệp Huyên chém một kiếm ra, xa xa phía chân trời cách đó hơn nghìn trượng đột nhiên vỡ ra. Nhất kiếm vô lượng, uy lực yếu đi ít nhất hơn nửa so với cơ thể hắn thi triển. Linh hồn Diệp Huyên trở lại cơ thể, trầm giọng nói, kiếm linh cô nương, ta cảm giác cơ thể ta mạnh hơn một chút. Hơn nữa, tuy rằng linh hồn xuất ra ngoài vẫn có thể sử dụng kiếm kỹ, nhưng ngoại trừ việc nhanh hơn một chút, thì không có ý nghĩa gì. Cô gái kiếm linh nhìn Diệp Huyên, đó là bởi vì ngươi không được thấy sức mạnh của linh hồn. Diệp Huyên nói, vẫn mong cô nương làm mẫu một chút. Cô gái kiếm linh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, ta có linh hồn sao? Diệp Huyên, cô gái kiếm linh nhẹ giọng nói, ngươi có biết sức mạnh và điểm đặc biệt của linh hồn không? Diệp Huyên hơi hành lễ, vẫn mong cô nương chỉ cho. Cô gái kiếm linh nói, linh hồn thoát ra ngoài cơ thể, tuy rằng không có sự gửi gắm của cơ thể, nhưng cũng không có sự giam cầm của cơ thể. Nói thẳng ra, linh hồn có ba điểm tốt, thứ nhất là nhẹ, tại thế gian này linh hồn của ngươi nhẹ như lông hồng, như vậy, ngươi thi triển bất kỳ kiếm kỹ nào, mặc dù thiếu sự chống đỡ của cơ thể, thiếu đi lực lượng cơ thể hùng mạnh, nhưng mà ngươi lại có thể trở nên nhanh hơn. Nhất kiếm vô lượng vừa rồi của ngươi thật ra còn có thể nhanh hơn nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, điểm tốt thứ hai là gì? Cô gái kiếm linh nói, hồn lực, linh hồn có lực lượng của linh hồn, cũng chính là hồn lực. Hồn lực và cơ thể của ngươi đều vô cùng mạnh, nếu dung hợp kiếm quy của chủ nhân và lực lượng linh hồn này lại với nhau, sẽ vô cùng hùng mạnh. Mà điểm tốt lớn nhất của linh hồn này là có thể tu luyện lực âm dương. Hồn là dương, phách là âm, chỉ có linh hồn mới có thể hấp thu lực âm dương, mà lực âm dương có thể làm cho kiếm của ngươi càng trở nên mạnh hơn. Đơn giản mà nói. Cho dù thế giới này không có linh khí, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi, bởi vì thứ ngươi tu luyện là lực âm dương, mà lực âm dương này sẽ giấu trong linh hồn của cơ thể ngươi cũng có thể sử dụng. Nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu ra. Linh hồn là một cách tu luyện, thoát ra ngoài cơ thể là một cách thức tu luyện mới, có chút tương tự với vô địch kiếm thể của hắn. Cách thức tu luyện cũng không giống. Lúc này, cô gái kiếm linh lại nói, bắt đầu từ kiếm quy đi. Bây giờ ta truyền tâm pháp cho ngươi, còn về phần ngươi có thể tu luyện đến trình độ nào, thì phải xem năng lực của chính ngươi. Nói xong, nàng ta chỉ nhẹ hai ngón tay, một tia ánh sáng trắng đột nhiên nhập vào trong đầu Diệp Huyên, rất nhanh, trong đầu Diệp Huyên có một vài tin tức. Tâm kiếm tâm pháp và kiếm hồn tâm pháp. Diệp Huyên giống như lấy được bảo vật, bắt đầu điên cuồng tiếp nhận. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu tu luyện kiếm quy này, hắn bắt đầu từ khinh kiếm trước, cũng chính là nhất kiếm vô lượng. Phi kiếm. Không thể không nói, sau khi có thêm tâm kiếm tâm pháp, Diệp Huyên phát hiện, tốc độ của nhất kiếm vô lượng nhanh hơn ít nhất mấy lần so với trước đây. Phi kiếm chân chính, thật sự lấy đầu người trong phạm vi nghìn dặm. Chấm chấm chấm. Thư viện Vạn Duy, trong một sân nhỏ nào đó. Một người đàn ông trung niên đột nhiên đứng lên, người này chính là vị sách sư lúc trước tiến đến vũ trụ tứ duy. Mà ông ta phụ trách tìm kiếm Diệp Liên. Sách sư nhìn về phía ông lão đột nhiên xuất hiện trước mặt, vẫn chưa có tin tức về Diệp Liên. Ông lão lắc đầu, vũ trụ tứ duy không có một chút tin tức nào. Sách sư trầm giọng nói, ngũ duy thì sao? Ông lão nói, người của chúng ta đã đi tìm kiếm giò la rồi, không chỉ như thế. Ta còn mời Thiên Sách Tông giúp đỡ. Thiên Sách Tông. Sách sư khẽ gật đầu, có bọn họ hỗ trợ, hẳn là sẽ dễ dàng tìm ra Diệp Liên. Ông lão gật đầu, bọn họ nói đã có manh mối. Bảo chúng ta chuẩn bị tốt để đi bắt người. Sách sư liền nói ngay, đi. Nói xong, hai người biến mất khỏi đây. Chấm chấm chấm. Sao nhất lực dáng thập hồi, ý chỉ một người sức lực khỏe có thể đánh bại 10 người giỏi võ nghệ. Diệp Liên.
Thư viện Vạn Duy chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm Diệp Liên, bởi vì bọn họ biết, Diệp Liên là người mà Diệp Huyên quan tâm nhất. Nếu tìm được Diệp Liên, thì có thể chế ngự được Diệp Huyên. Đáng tiếc là người của bọn họ đã tìm kiếm trong vũ trụ tứ duy rất lâu rồi, nhưng vẫn không có tin tức gì cả, vì vậy, bọn họ quyết định tìm kiếm trong vũ trụ ngũ duy. Có điều, thông tin tình báo của Thư viện Vạn Duy trước giờ chẳng ra làm sao. Thế là, bọn họ đã tìm đến Thiên Sách Tông. Địa vị của Thiên Sách Tông trong vũ trụ ngũ duy có phần đặc biệt, điều này đặc biệt này, không phải nói về thực lực của bọn họ lớn mạnh như thế nào, mà là tin tức tình báo của bọn họ. Có thể nói, ngoài mấy thế lực hàng đầu kia thì tin tức tình báo của Thiên Sách Tông này là mạnh nhất. Mà Thiên Sách Tông này cũng là một tông phái thông minh, từ trước đến giờ không bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc tranh giành quyền lực nào, bọn họ chỉ làm công việc tình báo. Bất cứ ai, bất kỳ thế lực nào, chỉ cần đưa tiền, bọn họ sẽ cho ngươi biết những gì ngươi muốn biết. Thiên Sách Tông. Thiên Sách Tông nằm ở núi Thiên Sách, cao tới 9.000 trượng, tông môn nằm trong biển mây, đứng ở trong đó, như lạc vào chốn tiên cảnh. Lúc này, phía trong tông môn Thiên Sách Tông, một ông già đang chuyển động một cái bàn quay, trong miệng còn đang không ngừng niệm gì đó. Người này, chính là Huyền Tông Sách Tông chủ của Thiên Sách Tông. Mà bên cạnh Huyền Tông Sách còn có một ông lão, người này chính là đại trưởng lão Trần Khởi Niên của Thiên Sách Tông. Một lúc sau, Huyền Tông Sách đột nhiên dừng lại, bàn quay trước mặt kia khẽ rung lên, cùng lúc đó, cách phía trước ông ta không xa xuất hiện một tấm màn ánh sáng, nhưng trong tấm màn ánh sáng là mơ hồ. Trần Khởi Niên nhìn Huyền Tông Sách, sư huynh. Huyền Tông Sách khẽ nói, sắp xuất hiện ngay thôi. Trần Khởi Niên trầm giọng, sư huynh. Theo như ta biết thì Diệp Huyên vô cùng coi trọng muội muội Diệp Liên của ông ta, nếu chúng ta tìm được muội muội ông ta cho Thư viện Vạn Duy, ta e rằng. Huynh cũng biết, hiện giờ phía sau ông ta có một Phù Văn Tông. Phù Văn Tông. Huyền Tông Sách gật đầu, ta đương nhiên biết phía sau ông ta có Phù Văn Tông, nhưng, hiện tại Thư viện Vạn Duy đang đại chiến với Phù Văn Tông, chúng ta cách Thư viện Vạn Duy gần như vậy, nếu như không tỏ thái độ rõ ràng. Đệ nghĩ Thư viện Vạn Duy này sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Trần Khởi Niên trầm giọng nói, chúng ta từ trước tới giờ không bao giờ tham dự vào các tranh chấp thế tục, chúng ta. Huyền Tông Sách nói, đó là trước đây, bây giờ, chúng ta không thể không can dự. Đương nhiên cũng không cần can dự quá sâu, chúng ta chỉ là cung cấp một ít thông tin tình báo cho Thư viện Vạn Duy mà thôi, không phải sao? Trần Khởi Niên thấp giọng thở dài, không nói gì. Huyền Tông Sách lại nói, hơn nữa, Thư viện Vạn Duy trả thù lao cũng không ít, ngu sao không kiếm chút đỉnh. Trần Khởi Niên đang định nói thì lúc này, màn sáng trước mặt hai người đột nhiên rung lên, rất nhanh, trong màn sáng hiện ra một cánh đồng hoang vu. Nhìn thấy cánh đồng hoang vu này, Huyền Tông Sách khẽ nhíu mày, đây là... Sao nhìn có chút quen mắt? Lúc này, hình tượng đẩy tới, chẳng mấy chốc, hình tượng đã tới trước một cánh cửa. Nhìn thấy cánh cửa này, cả hai người Huyền Tông Sách và Trần Khởi Niên trong chớp mắt bỗng biến sắc, là Tu La Địa Ngục. Ông trời ơi! Nói xong, chính vào lúc ông ta muốn cất bàn quay, một cô gái xuất hiện trong hình tượng kia, cô gái mặc một chiếc váy màu đen, hai mắt đen nhánh tựa như vực thẳm. Cô gái nhìn người trước mặt, người tìm ta. Nghe vậy, Huyền Tông Sách quỳ thụp xuống, run rẩy nói, nữ đế. Chuyện này là một sự hiểu lầm. Đúng lúc này, một ông già lặng lẽ xuất hiện sau lưng Huyền Tông Sách, sắc mặt của Huyền Tông Sách biến sắc, ông ta vội vàng dập đầu, nữ đế tha mạng, đây đều là do Thư viện Vạn Duy chỉ thị, nữ đế tha mạng. Lúc này, đầu của Huyền Tông Sách như dã tỏi. Trần Khởi Niên ở bên cạnh cũng kinh hãi đến cực điểm, toàn thân run rẩy. Nữ đế Tu La. Trong 6 đại cường giả trên thế gian, nữ đế Tu La này là người không dễ chọc vào nhất. Trong mắt người con gái này, chỉ có người sống và người chết. Chính vào lúc ông già phía sau Huyền Tông Sách đang định ra tay, Diệp Liên đột nhiên quay người lại, ông già kia liền biến mất không thấy tăm hơi. Mà bàn quay trong tay Huyền Tông Sách trực tiếp nổ tung. Đồng thời, hai mắt Huyền Tông Sách trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn tung tóe, nhưng chỉ như vậy, toàn bộ Thiên Sách Tông lúc này bắt đầu sụp đổ. Chưa đến thời gian vài hơi thở, toàn bộ Thiên Sách Tông đã biến thành cát bụi. Có điều, Huyền Tông Sách kia lại vẫn còn sống, nhưng, hai mắt ông ta đã không còn,
tu vi cũng mất hết, hoàn toàn đã biến thành một phế nhân. Lúc này, đám người sách sư vội vàng chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đám người sách sư liền sững sờ. Một lúc sau, sách sư vội vàng xuất hiện trước mặt Huyền Tông Sách kia, lão Huyền, đây là... Huyền Tông Sách quỳ trên mặt đất, ông ta trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, ông ta đứng dậy khẽ nói, Thiên Sách Tông ta đã đắc tội một vị cường giả tuyệt thế. Sách sư khẽ nhíu mày, tuyệt thế cường giả, ai? Huyền Tông Sách lắc đầu, không còn quan trọng nữa rồi. Nói xong, ông ta xoay người rời đi. Lúc này, sách sư lại vội vàng nói, lão Huyền, Diệp Liên đó. Huyền Tông Sách dừng bước, thở dài, suýt chút nữa là tìm được cô ta rồi. Tiếc là... Nói đoạn, ông ta lắc đầu, ta có thể khẳng định cô ta đang ở không gian ngũ duy, nhưng ở nơi nào thì lão phu không biết. Nói xong, ông ta bỏ đi. Sách sư đứng tại chỗ liếc mắt nhìn về phía Huyền Tông Sách đang rời đi, khẽ nói, chuyện này có chút quỷ dị, đi tra thử xem, vừa rồi rốt cuộc là do ai làm. Sau lưng ông ta, một người đàn ông lặng lẽ rời đi. Lúc này, một ông già trầm giọng nói, Diệp Liên đó đang ở không gian ngũ duy. Sách sư gật đầu, chỉ cần chắc chắn cô ta đang ở không gian ngũ duy thì tốt. Nói đến đây, ông ta quay đầu lại nhìn, trước mặt chỉ còn lại một đống phế tích. Sách sư khẽ chau mày, rốt cuộc là kẻ nào mà lại có thực lực mạnh như vậy, có thể hủy diệt Thiên Sách Tông này dễ như trở bàn tay như vậy. Ông già kia gật đầu, có thể tiêu diệt một tông môn dễ dàng như vậy, tuyệt đối không phải là người thường hoặc thế lực bình thường, thật không biết Thiên Sách Tông này đã chọc phải ai, đến mức bị tiêu diệt toàn bộ tông môn thảm như vậy à. Sách sư lắc đầu, chuyện này tự khắc sẽ có người điều tra, giao cho ngươi một nhiệm vụ, dùng toàn bộ lực lượng tình báo của thư viện ta tìm Diệp Huyên này, không chỉ người của chúng ta, mà cũng có thể mời các tông môn khác giúp đỡ, nhất định phải tìm cho bằng được Diệp Liên này. Ông già gật đầu, rồi xoay người rời đi. Sách sư từ từ nhắm hai mắt lại. Diệp Liên. Mục tiêu của ông ta chính là tìm Diệp Liên, bởi vì Diệp Huyên bây giờ được Phù Văn Tông bảo bọc, muốn giết chết Diệp Huyên, rất khó. Mà Diệp Liên chính là điểm yếu của Diệp Huyên, tìm ra được điểm yếu này, thư viện Vạn Duy liền có thể đánh bại Diệp Huyên chỉ với một đòn. Lúc này, sách sư lại nói, bằng mọi giá phải tìm cho bằng được Diệp Liên này. Xa xa, Huyền Tông Sách đã dừng lại, ông ta đột nhiên quỳ thụp xuống đất gào khóc. Lúc này, ông ta đang òa khóc như một đứa trẻ. Thiên Sách Tông tốt xấu gì cũng đã truyền thừa vạn năm, hơn nữa, càng lúc càng lớn mạnh, song lại bị hủy ở trong tay ông ta. Như đang nghĩ tới điều gì đó, Huyền Tông Sách đột nhiên ngẩng đầu gầm thét, thư viện Vạn Duy. Trong giọng nói của ông ta tràn ngập sự thù hận. Nếu như không phải tại thư viện Vạn Duy, Thiên Sách Tông vốn sẽ không chuốc lại đại họa như vậy. Tìm Diệp Liên, muội muội của Diệp Huyên sao? Huyền Tông Sách lại đột nhiên giống lên, tìm cái tổ tông nhà ngươi. Tìm cái tổ tông thư viện Vạn Duy nhà ngươi. Một lúc sau, tâm trạng của Huyền Tông Sách dần ổn định lại. Lúc này, ông ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đó chính là, ông ta vốn không có tìm nhầm người, người mà ông ta tìm chính là Diệp Liên, vậy thì vấn đề tới rồi. Tại sao lại tìm thấy nữ đế Tu La kia chứ? Như đang nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt của Huyền Tông Sách bỗng biến sắc, nữ đế Tu La chính là Diệp Liên. Thật ra, ngay từ đầu ông ta đã có suy nghĩ này, nhưng lúc đó ông ta cảm thấy điều đó thật hoang đường, lại thêm nỗi buồn trong lòng, nên cũng không nghĩ nhiều, nhưng lúc này, ông ta ngẫm nghĩ kỹ lại, phát hiện ra nữ đế Tu La kia rất có khả năng chính là Diệp Liên. Nữ đế Tu La là muội muội của Diệp Huyên. Huyền Tông Sách nghĩ đến liền có chút sởn tóc gáy. Diệp Huyên. Một lúc sau, Huyền Tông Sách chậm rãi bước về phía xa, nhiệm vụ trước mắt của ông hiện giờ là khôi phục thân thể. Sau đó đi nương nhờ Diệp Huyên. Ông ta đương nhiên muốn trở lại như ngày xưa, mà muốn trở lại như ngày xưa thì bắt buộc phải có người giúp đỡ. Ông ta không trông cậy vào thư viện Vạn Duy nữa. Bây giờ tông môn đã bị hủy diệt, đối với thư viện Vạn Duy, ông ta đã không còn chút giá trị gì nữa. Ông ta chỉ có thể đi tìm lại một người, mà ông ta quyết định đi tìm Diệp Huyên. Phù Văn Tông. Chuyện Thiên Sách Tông bị hủy diệt, Phù Văn Tông cũng đã nhận được tin tức, trước sự việc đột ngột này, Phù Văn Tông cũng lấy làm kinh hoàng. Phải biết rằng,
Mặc dù Thiên Sách Tông không phải là một tông môn quá mạnh, nhưng cũng không phải là một tông môn quá yếu, là ai đã diệt Thiên Sách Tông một cách im hơi lặng tiếng như vậy chứ? Trong điện phủ văn, Thẩm Tinh Hà trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía Lưu Ung bên cạnh, phái người đi điều tra, xem thử rốt cuộc là ai đã làm chuyện đó. Lưu Ung gật đầu, ta đã phái người đi điều tra, nhưng, sợ rằng sẽ không có kết quả gì, đối phương có thể tiêu diệt Thiên Sách Tông dễ dàng như vậy, tuyệt đối không phải là người thường, cường giả như vậy nếu không muốn để cho người khác biết, thì người ngoài rất khó mà điều tra được. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, quả thực. Nói đoạn, ông ta đứng dậy, nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, cũng không biết tiểu sư tổ kia thế nào rồi. Diệp Huyên. Bọn họ đều vô cùng lo lắng cho Diệp Huyên, mặc dù thực lực của Diệp Huyên đủ mạnh, nhưng, vũ trụ ngũ duy này cũng là ngọa hổ tàng long. Lúc này, Lưu Ung đột nhiên nói, tiểu thất cô nương kia có vẻ sắp đột phá rồi. Đột phá? Thẩm Tinh Hà vội vàng nói, đi. Nói xong, ông ta cùng Lưu Ung và những người khác rời khỏi phủ điện. Bảo vệ tiểu thất. Phù Văn Tông vô cùng coi trọng tiểu thất và An Lan Tú. Bởi vì thiên phú của hai người con gái này thực sự rất đáng sợ. Có thể nói, nếu Diệp Huyên không dùng những ngoại vật kia, thì chưa chắc đã có thể đánh thắng được hai người con gái này. Tu La Địa Ngục. Sau khi Diệp Liên diệt Thiên Sách Tông, cô gái xoay người đi về phía cánh cửa kia, mà lúc này, hai ông già ở phía sau cô gái đột nhiên quỳ một chân xuống, một người trong số đó gằn giọng nói, chủ tử, thư viện Vạn Duy này vậy mà lại truy nã chủ tử, thật là đáng chết. Xin chủ tử để thuộc hạ dẫn 300 thiết kỵ tu la san bằng thư viện Vạn Duy. Diệp Liên dừng bước, không cần. Ông già đang định nói, Diệp Liên lúc này quay đầu lại nhìn về phía thư viện Vạn Duy, bọn họ không phải tìm ta sao? Ta sẽ đích thân đi. Dứt lời, cô gái bỗng biến mất. Thư viện Vạn Duy. Trong thư phòng, Trần Thiên yên lặng nhìn quyển sách cổ trong tay. Mỗi ngày, y đều dành một chút thời gian để đọc sách. Đây là yêu cầu năm đó của tiên tri đối với bọn họ, mà nhiều năm như vậy trôi qua, y đã hình thành thói quen này. Như nghĩ tới điều gì, Trần Thiên đặt quyển sách cổ trong tay xuống, y nhìn về phía trước mặt không xa, có tin tức của Diệp Huyên kia phải không? Nơi ánh mắt Trần Thiên chiếu tới có một ông già lặng lẽ xuất hiện như một bóng ma. Ông già mặc một bộ trường bào lớn, hai tay giấu trong ống tay áo, trên người toát ra một luồng khí lạnh lẽo âm trầm. Ông già lắc đầu, tạm thời chưa có tin tức từ Trần Nhất Mộng, nhưng, nếu như hắn đã hứa ra mặt, vậy thì vấn đề chắc cũng không lớn. Trần Nhất Mộng một trong sáu đại giáo tôn của Thư viện Vạn Duy. Trần Thiên khẽ nói, năm người còn lại thì sao? Ông già trầm giọng nói, năm người kia không có trả lời chúng ta. Có điều, nếu một ngày nào đó Thư viện ta thật sự đến thời khắc sinh tử tồn vong, ta tin rằng, bọn họ cùng phu tử đều sẽ xuất hiện. Trần Thiên lắc đầu cười, trưởng lão Dư Song, ông nói, xem, có phải là bởi vì do ta làm phủ chủ, nên bọn họ mới không quay lại à? Ông già tên Dư Song lắc đầu, có nguyên nhân của ngươi, nhưng không phải hoàn toàn là nguyên nhân của ngươi. Năm đó sau khi tiên sinh mất tích, phần lớn bọn họ đều đi tìm tiên sinh, đối với bọn họ mà nói, thư viện có tiên sinh mới là thư viện của bọn họ, đây cũng là lý do vì sao năm đó bọn họ không đến tranh giành chức phủ chủ. Có điều, cũng có một số người rời đi là bởi vì ngươi, suy cho cùng, sau khi ngươi tiếp quản thư viện, mọi thứ đã làm so với những gì tiên sinh đã làm năm đó đã không giống nhau. Trần Thiên khẽ nói, ước nguyện ban đầu của thầy khi thành lập thư viện Vạn Duy là để giáo hóa chúng sinh, thư viện không dựa vào thiên phú để tuyển người, không dựa vào bối cảnh gia thế để chọn người, chỉ cần muốn theo học, bất cứ ai đều có thể vào thư viện Vạn Duy ta. Cho dù là bản thân đám học sinh đó đại diện cho một phương thế lực, cũng có thể gia nhập thư viện Vạn Duy ta. Nhưng tiên sinh ngài ấy lại chưa từng nghĩ, sau khi đám người này học ở thư viện Vạn Duy ta xong, vốn sẽ không vì thư viện Vạn Duy ta mà giúp sức. Dư Song nói, mặc dù những người này không vì thư viện Vạn Duy ta mà giúp sức, nhưng, môn sinh của thư viện Vạn Duy ta cũng đều là các viện trưởng phân bổ giải rác ở không gian ngũ duy, ai dám bắt nạt thư viện Vạn Duy ta chứ? Trần Thiên nhìn Dư Song, đó là bởi vì có thầy. Thầy còn, vũ trụ ngũ duy có trật tự, ai dám bắt nạt thư viện Vạn Duy ta chứ? Nhưng, thầy đã không còn nữa rồi. Dư Song trầm mặc. Thực ra, ông ta cũng biết, lúc tiên tri còn,
tiên tri muốn chơi thế nào cũng được, bởi vì thực lực của tiên tri rất mạnh nên không có ai dám bắt nạt thư viện Vạn Duy. Nhưng, giờ tiên tri đã biến mất, thư viện Vạn Duy đã không còn ai có thể trấn áp vũ trụ ngũ duy này nữa rồi. Ngay cả một nữ phu tử, cùng lắm cũng chỉ có thể tự bảo vệ thư viện Vạn Duy, chứ không thể quản được các thế lực khác. Vì vậy, sau khi tiên tri biến mất, rất nhiều điều mà ông để lại đã không còn khả năng thực hiện, bởi thư viện Vạn Duy không còn là tông phái đứng đầu nữa rồi. Mọi người sẽ không nghe lời của thư viện Vạn Duy nữa. Lúc này, Dư Song thấp giọng thở dài một hơi, kỳ thực, người cũng không dễ dàng gì. Lúc đầu, cường giả của thư viện Vạn Duy đi thì đi, biến mất thì biến mất, mà lúc Trần Thiên Thượng Vị mới đạt âm dương cảnh, lúc đó, nếu như không phải uy thế còn lại của tiên tri vẫn còn, e rằng thư viện Vạn Duy sớm đã không còn nữa rồi. Mặc dù rất nhiều thế lực vẫn kiêng dè thư viện Vạn Duy, nhưng trong lòng đã không còn kính sợ nơi này nữa rồi. Như nghĩ tới điều gì, Dư Song lại nói, nhưng có một chuyện ngươi làm rất không sáng suốt. Chính là Diệp Huyên kia, chúng ta đã vì người này, mà chết rất nhiều người rồi. Trần Thiên trầm mặc. Dư Song lại nói, hiện giờ, thư viện Vạn Duy ta và Phủ Văn Tông lại đối đầu với nhau, có thể nói, nhắm vào Diệp Huyên kia, chúng ta không thu được chút lợi ích nào, mà ngược lại không ngừng có người chết. Hơn nữa, thư viện Vạn Duy ta hiện giờ cũng đã trở nên giống như các thế lực thế tục kia, bắt đầu tranh quyền đoạt lợi, điều này đã vi phạm nghiêm trọng ước nguyện ban đầu của tiên sinh năm đó. Hay! Trần Thiên khẽ nói, chúng ta không có đường lui nữa rồi. Diệp Huyên kia đã được tháp giới ngục nhận làm chủ, chúng ta và hắn đã định là phải một sống một chế, trừ phi chúng ta nguyện ý đem thư khố Vạn Duy chắp tay dâng cho hắn. Còn hắn, cũng sẽ không đưa tiểu tháp đó cho chúng ta, không phải sao? Dư Song trầm mặc một lúc, rồi gật đầu, quả thực, chỉ là, người này không dễ đối phó như vậy. Trần Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại, người này quá yêu nghiệt, hắn nhất định phải chết, nếu không chết, thư viện Vạn Duy ta sau này sẽ gặp nguy hiểm. Dư Song gật đầu, đã cùng với y trở thành kẻ địch, đương nhiên phải đuổi cùng giết tận. Trần Thiên đang định nói, đột nhiên, y mở mắt ra nhìn về phía bên ngoài thư điện, trong nháy mắt, y đã tới khoảng không bên ngoài thư điện. Mà lúc này, toàn bộ cường giả trong toàn thư viện Vạn Duy đều bị sốc. Bởi vì ở đường chân trời phía xa xa, một luồng khí tức lớn mạnh quét qua như vũ bão. Người đến không có ý tốt. Trên không trung, Trần Thiên nhìn chằm chằm về phía đường chân trời, lúc này, một cô gái trẻ đột nhiên xuất hiện trước mặt y. Chính là Diệp Liên. Khi nhìn thấy ánh mắt của Diệp Liên, Trần Thiên hơi sững lại, ngay sau đó, sắc mặt y đột nhiên thay đổi, vội vàng chắp tay, thì ra là nữ đế Giá Lâm, không kịp nghênh đón từ xa, mong. Đúng lúc này, tay phải Diệp Liên cách đó không xa đột nhiên xòe ra rồi nhẹ nhàng ấn xuống. Một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Trần Thiên, rồi càn quét xuống, như thể muốn nghiền nát y. Nhìn thấy Diệp Liên đột ngột ra tay, sắc mặt của Trần Thiên thay đổi rõ rệt, hai tay y đột nhiên đưa lên đỉnh đầu, một cỗ sức mạnh to lớn tuôn ra từ bên trong cơ thể tựa như thủy triều. Đùng đoàng! Trong ánh mắt của tất cả mọi người, luồng sức mạnh mà Trần Thiên phóng xuất ra trực tiếp bùng nổ, đồng thời, Trần Thiên từ trên không trung trong chớp mắt đã rơi xuống thư phòng. Toàn bộ thư phòng đều biến thành đống tro tàn, mà khóe miệng của Trần Thiên đang ở trên mặt đất trực tiếp chảy ra một vệt máu. Một đòn trọng thương. Trên không trung, Diệp Liên nhìn xuống Trần Thiên phía dưới, lúc này, Dư Song bên cạnh kia đột nhiên nói, nữ đế, người đây là. Lúc này, Diệp Liên đột nhiên tung một chưởng cách không. Cả cơ thể của Dư Song trực tiếp nổ tung. Xác thịt bị hủy. Trong sân, tất cả mọi người đều kinh hoàng. Diệp Liên nhìn về phía Dư Song đã biến thành linh hồn, giọng nói lạnh tựa như băng vạn năm, ta chưa cho phép ngươi nói, sao ngươi dám tùy tiện lên tiếng. Dư Song nhìn chằm chằm Diệp Liên, ông ta đang định nói nhưng lúc này, Diệp Liên cách không tung ra một chưởng, một bàn tay hư ảo trực tiếp tóm lấy cổ họng Dư Song. Diệp Liên nhìn Dư Song, ánh mắt lãnh đạm, kẻ nào to gan, dám nhìn thẳng ta. Lời vừa dứt, linh hồn của Dư Song trực tiếp hóa thành hư vô. Thần hồn đều bị diệt. Trong sân, tất cả mọi người kinh hãi nhìn Diệp Liên trên không, nữ đế Tu La này muốn làm gì? Không phải là muốn diệt thư viện Vạn Duy chứ? Bên dưới,
Sắc mặt Trần Thiên kia cũng tràn đầy vẻ khó mà tin được, y cũng không hiểu tại sao nữ đế Tu La này lại đột nhiên muốn ra tay với Thư viện Vạn Duy. Đây là điên rồi sao? Chính vào lúc này, Diệp Liên đang ở trong không trung đột nhiên giơ tay tung ra một chưởng giáng xuống. Xoẹt! Một bàn tay khổng lồ từ đỉnh đầu của Trần Thiên phá không hiện ra. Nhìn thấy cảnh này, đồng tử Trần Thiên phía dưới chợt co rụt lại, y đột nhiên xòe hai lòng bàn tay ra, một tấm lá chắn hình tròn màu vàng kim đột nhiên bay lên trời. Tấm lá chắn hình tròn màu vàng kim này ngược gió bay vọt lên, lúc nó đến phía trước bàn tay khổng lồ kia thì đã được khuếch đại gấp 10 lần. Xong, bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, tấm lá chắn màu vàng kim này nổ tung ngay lập tức, bàn tay khổng lồ rơi thẳng xuống đất. Trần Thiên phía dưới trực tiếp bị bàn tay khổng lồ này nhấn chìm, đồng thời, trên mặt đất xuất hiện một vực sâu không đáy. Xung quanh, trong lòng đám cường giả của Thư viện Vạn Duy đều hoảng sợ, không ai dám ra tay. Nói đùa, vị trước mặt đây chính là nữ đế Tu La, một trong 6 cường giả mạnh nhất thế gian. Lúc này, trong vực thẳm kia, Trần Thiên đột nhiên bay ra, nhưng vào lúc này, thân thể y nứt ra, máu tươi tràn ra khắp toàn thân. Mặc dù không chết, nhưng cũng đã tàn phế. Trần Thiên nhìn Diệp Liên trên không trung, tại sao? Trên không trung, Diệp Liên nhìn xuống Trần Thiên, ngươi không phải đang truy nã ta sao? Truy nã ngươi? Trần Thiên giữ tợn nói, ngươi đang bấn cợt ta sao? Ta truy nã ngươi khi nào? Nói đến đây, y dường như nghĩ đến điều gì, tay phải y xuất ra một chiêu, trong tay y đột nhiên xuất hiện một bức chân dung. Nhìn bức chân dung trong tay, Trần Thiên sững sờ. Cô gái nhỏ trong bức chân dung là Diệp Liên, mà Diệp Liên trong bức chân dung dường như giống hệt với vị nữ đế Tu La trước mặt này. Chuyện gì thế này? Diệp Liên đột nhiên xuất hiện trước mặt Trần Thiên, cô bé nhìn Trần Thiên, ta đến rồi, người muốn thế nào? Trần Thiên đột nhiên xoay người gầm lên, sách sư. Cách đó không xa, một bóng người xoẹt qua, người đến chính là sách sư kia. Lúc này sắc mặt của sách sư trắng bệch, đầu đổ đầy mồ hôi. Ông ta liếc mắt nhìn Diệp Liên cách đó không xa một cái, trong lòng đột nhiên muốn chết. Đây không phải chính là người mà ông ta muốn tìm sao? Sách sư vội vàng cung kính hành lễ, nữ đế tôn kính, ta. Chính vào lúc này, Diệp Liên đột nhiên vung tay phải. Thân xác của sách sư trực tiếp nổ tung cùng với linh hồn của ông ta. Thần hồn trực tiếp bị diệt. Trần Thiên. Trên không trung. Diệp Liên nhìn về phía Trần Thiên, mặt không chút cảm xúc, không nhìn ra được có chút tức giận, không phải tìm ta sao. Sắc mặt Trần Thiên có chút khó coi, bệ hạ, người chúng ta tìm không phải là người, mà là Diệp Liên, muội muội của Diệp Huyên, chỉ là chưa bao giờ nghĩ rằng bệ hạ lại giống với cô ấy như vậy, đây là lỗi của Thư viện Vạn Duy ta, xin bệ hạ. Lúc này, Diệp Liên đột nhiên vung ra một chưởng tay. Cả người Trần Thiên trực tiếp bay ra ngoài, trên không trung, thân xác của Trần Thiên bắt đầu nứt ra từng khúc, lúc y dừng lại, chỉ còn lại linh hồn. Cả người Trần Thiên trực tiếp bị đánh đến mơ hồ. Y không ngờ bản thân vậy mà đến sức đánh trả cường giả trước mặt cũng không có. Giờ phút này, y mới biết vị nữ đế Tu La này đáng sợ như thế nào. Ở phía xa, Diệp Liên nhìn về phía Trần Thiên, vốn đã là linh hồn. Trần Thiên trầm giọng nói, bệ hạ thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Lúc này, một số cường giả của Thư viện Vạn Duy xuất hiện xung quanh, mặc dù bọn họ biết không thể đánh bại được nữ đế Tu La này, nhưng, bọn họ cũng không đành lòng nhìn Trần Thiên bị giết. Suy cho cùng, Trần Thiên cũng là viện trưởng của Thư viện Vạn Duy. Nếu để nữ đế Tu La giết Trần Thiên ở Thư viện Vạn Duy, vậy thì Thư viện Vạn Duy sẽ rất mất mặt. Chính vào lúc này, Trần Thiên đột nhiên nói, tất cả lui xuống hết đi. Trong sân, đám cường giả của Thư viện Vạn Duy nhìn về phía Trần Thiên gằn giọng nói, lui xuống. Xung quanh, đám cường giả của Thư viện Vạn Duy do dự một hồi, rồi lùi sang một bên. Trần Thiên nhìn Diệp Liên, y đang định nói, một bàn tay đột nhiên siết chặt cổ họng của y, chính vào lúc bàn tay này đang định dùng lực, bên cạnh, chợt vang lên một tiếng thở dài, nữ đế. Hà tất phải tuyệt tình như vậy chứ? Diệp Liên quay đầu lại, mặt không chút cảm xúc, cuối cùng cũng có được một kẻ ra dáng đến à. Diệp Liên buông Trần Thiên ra, nàng nhìn sang bên phải, đã có một người đàn ông trung niên đứng tại nơi kia.
Người đàn ông trung niên mặc một bộ trường sam màu xám, tay trái cầm một cuốn sách cổ, tay phải cầm một cây bút. Thoạt nhìn cả người vô cùng nho nhã điềm đạm. Thư giáo Tôn. Trong sân, có người kinh ngạc hô lên. Thư giáo Tôn, vốn dĩ tên là Lâm Thiếu Thư, vốn là một trong 6 đại giáo Tôn, cũng là cao thủ đỉnh cấp của Thư viện Vạn Duy. Nhìn thấy người đi đến, người của Thư viện Vạn Duy lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thư viện Vạn Duy hôm nay đã không còn là Thư viện Vạn Duy của năm đó. Trước kia, cho dù không có tiên tri thì nữ đế Tu La cũng không thể làm càn ở Thư viện Vạn Duy như vậy. Dù sao, năm đó ngoại trừ tiên tri thì còn có nữ phu tử, còn có vô số cao thủ. Đáng tiếc là, Thư viện Vạn Duy hiện tại không còn bao nhiêu cao thủ có thể ra tay, mà những người này căn bản không thể chống lại được nữ đế Tu La. Cũng may, hôm nay lại có một vị giáo tôn đến. Diệp Liên nhìn Lâm Tiếu Thư, Lâm Tiếu Thư thì liếc nhìn một vòng xung quanh, sau đó khẽ cười nói, nữ đế, không biết Thư viện Vạn Duy ta có chỗ nào đắc tội, mà lại khiến người nổi giận như vậy. Diệp Liên không nói gì, nàng chợt phung tay áo. Ở phía xa, Lâm Tiếu Thư đột nhiên cầm bút lên điểm nhẹ một cái. Trước mặt hai người, đột nhiên một làn sóng vô hình chấn động dâng trào, trong tầm mắt của tất cả mọi người, Lâm Tiếu Thư liên tục lùi về sau, lùi đến cả gần nghìn trượng mới dừng lại. Mà nữ đế Tu La không lui dù là nửa bước. Thấy vậy, sắc mặt các cao thủ Thư viện Vạn Duy trong sân đều u ám hẳn. Trong không trong, Thư giáo Tôn liếc nhìn bút trong tay mình, cây bút đó đã hoàn toàn vỡ nứt. Thư giáo Tôn nhìn nữ đế ở phía xa, nữ đế, người thật sự muốn tiêu diệt Thư viện Vạn Duy ta sao? Vẻ mặt Diệp Liên vô cảm, nàng chậm rãi bước về phía Thư giáo Tôn, không phải Thư viện Vạn Duy ngươi đang phát lệnh truy nã ta sao? Thư giáo Tôn nhìn Trần Thiên ở phía xa đã trở thành linh hồn, có chuyện gì? Trần Thiên trầm giọng nói, đúng là chúng ta phát lệnh truy nã muội muội của Diệp Huyên, chỉ là chưa từng nghĩ rằng Diệp Liên đó lại trông giống nữ đế như vậy. Thư giáo Tôn khẽ nhíu mày, phát lệnh truy nã muội muội Diệp Huyên. Tại sao? Trần Thiên trầm mặc. Lúc này, Diệp Liên cách đó không xa chợt lên tiếng, tất nhiên là muốn lợi dụng muội muội hắn để uy hiếp hắn, có đúng không? Nói đến đây, vẻ mặt nàng chợt trở nên dữ tợn. Bởi vì thời khắc này, nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện. Khi giáng trần, nàng không chỉ bị người ta dùng để uy hiếp thiếu niên kia một lần, mà thiếu niên kia cũng mấy lần gần như suýt chết vì nàng rồi. Nghĩ đến đây, đột nhiên trong lòng Diệp Liên lại bừng lên ngọn lửa giận dữ không tên, ngay sau đó nàng đột nhiên trở lòng bàn tay. 10 tòa nhà xung quanh lập tức hóa thành cho bụi ngay tức khắc. Thấy vậy, vẻ mặt Lâm Tiếu Thư cách đó không xa cùng với Trần Thiên đều tối tăm, nếu nữ đế Tu La này không dừng lại thì đối với Thư viện Vạn Duy mà nói, trận này chính là tai họa. Hiện tại, ở Thư viện Vạn Duy có thể chống lại được nữ đế này chỉ có nữ phu tử mà thôi, thế nhưng họ căn bản không biết nữ phu tử đã đi nơi nào rồi. Ở phía xa, Diệp Liên lạnh lùng liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt nàng nhìn đến Trần Thiên. Ngươi từng là người của Thư viện Vạn Duy đều có thể xưng là nhân tài, mà ngươi lại làm ra chuyện như vậy, quả thực là khiến những tiền bối lúc trước của Thư viện Vạn Duy hổ thẹn. Nói rồi đột nhiên nàng siết chặt nắm tay phải. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh kinh người ngưng tụ trong sân, không trung trên đầu học phủ Vạn Duy thử đột nhiên tối sầm, hàng loạt tầng mây u ám ngưng tụ, vô số ác quỷ rít gào. Thấy vậy, tất cả cao thủ Thư viện Vạn Duy trong sân đều hoảng sợ trong lòng. Đây là muốn tiêu diệt Thư viện Vạn Duy rồi. Sắc mặt Trần Thiên kia hoảng sợ, rốt cuộc bản thân đã làm ra chuyện gì? Chẳng phải chỉ là tìm Diệp Liên sao? Sao lại tìm ra một sát thần chứ? Cầu mong nữ đế hạ thủ lưu tình. Ngay lúc này, đột nhiên từ phía xa lại vang lên âm thanh, rất nhanh chóng, một chàng trai đã xuất hiện trước mặt Diệp Liên không xa. Người đàn ông mặc trường bào xanh lam, tóc dài xõa vai, trong tay cầm một ống sáo màu đen. Liễu Sĩ Địch. Trong sân, một vài cao thủ Thư viện Vạn Duy lập tức đã nhận ra thân phận người này. Người này cũng là một trong 6 đại giáo tôn của Thư viện Vạn Duy. Liễu Sĩ Địch nhìn Diệp Liên tức giận trước mặt, vội ôm quyền nói, nữ đế, chuyện này là lỗi của Thư viện Vạn Duy ta, vẫn mong nữ đế giơ cao đánh khẽ. Diệp Liên nhìn Liễu Sĩ Địch không nói gì, mà luồng sức mạnh xung quanh kia càng lúc càng lớn mạnh. Liễu Sĩ Địch trầm giọng nói, nữ đế,
cầu xin hãy nể mặt thầy. Tiên tri. Diệp Liên khẽ nhíu mày, nàng không ra tay nhưng luồng sức mạnh xung quanh kia cũng không hề biến mất. Liễu Sĩ Địch nói, nữ đế, thầy lập ra thư viện Vạn Duy là bởi vì ngũ duy, là vì thiên hạ, tuy hiện tại không bằng trước kia nhưng cũng không nên bị tiêu diệt như vậy, vẫn mong nữ đế nể mặt thầy mà hạ thủ lưu tình. Diệp Liên không nói gì. Nhóm người Liễu Sĩ Địch cũng trầm mặc. Bọn họ biết có bỏ qua cho viện Vạn Thư Duy hay không thì quyết định đều là nằm trong suy nghĩ của Diệp Liên. Đương nhiên, thư viện Vạn Duy cũng không phải là không có khả năng chống cự nào, chẳng qua bọn họ cũng không muốn cá chết lưới rách thôi. Bởi vì một khi gặp phải mức độ kia, cho dù là thư viện Vạn Duy ngăn cản được nữ đế này thì có thể nói là tổn thất nặng nề. Ngay lúc này, Diệp Liên cách đó không xa chợt ngẩng đầu, trên tầng mây nơi chân trời, không gian nơi đó đột nhiên khẽ rung lên. Nàng nhíu chặt mày, ngay sau đó cả người nàng đã biến mất. Nhìn thấy nữ đế biến mất, mọi người trong sân đều thở dài nhẹ nhõm. Nữ đế Tu La này, thật sự quá đáng sợ. Liễu Sĩ Địch ngẩng đầu nhìn nơi chân trời, nhẹ giọng nói có người ra tay rồi. Lâm Tiếu Thư ở bên cạnh nói, là nàng ta sao? Liễu Sĩ Địch lắc đầu, ta không cảm nhận được hơi thở nàng ta. Lâm Tiếu Thư trầm mặc. Lúc này, Liễu Sĩ Địch đột nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, hôm nay, là nỗi nhục của thư viện Vạn Duy ta. Nỗi nhục. Nghe vậy, tất cả mọi người trong sân đều trầm mặc. Hôm nay, thư viện Vạn Duy suýt chút nữa đã bị một mình nữ đế Tu La tiêu diệt, có thể nói, đây quả thực là một chuyện vô cùng nhục nhã. Phải biết rằng, năm đó tiên tri còn tại thế, ai dám đến thư viện Vạn Duy gây chuyện chứ? Ai dám? Cho dù không có tiên tri, thì vẫn còn nhóm người nữ phu tử, thư viện Vạn Duy khi đó lại có ai dám đến ức hiếp chứ? Lúc này, đột nhiên Lâm Thiếu Thư nhìn Trần Thiên đã biến thành linh hồn cách đó không xa, tại sao phải tìm Diệp Liên kia? Trần Thiên im lặng. Liễu Sĩ Địch bên cạnh chợt nói, tuy rằng hành động lần này có chút hèn mạt nhưng cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn. Diệp Huyên này thì ta đã điều tra rồi, đây không phải người bình thường, nhất là vị kiếm tu thần bí sau lưng hắn, thực lực cô gái này tuyệt đối không yếu hơn so với ta, thậm chí còn hơn cả ta. Mà nhược điểm lớn nhất của Diệp Huyên chính là Diệp Liên kia, nếu chúng ta tìm được Diệp Liên này, đương nhiên có thể bỏ ra cái giá thấp nhất để khuất phục Diệp Huyên này. Đáng tiếc là, không ngờ Diệp Huyên này và nữ đế Tu La lại trông giống nhau đến vậy, cho nên chúng ta mới đụng chúng nữ đế này. Nói đến đây hắn ta lại lắc đầu. Không thể không nói, lần này thư viện Vạn Duy đã hành động vô cùng ngu xuẩn. Có thể nói, người ngoài sẽ không đồng tình với thư viện Vạn Duy, cũng sẽ không cảm thấy nữ đế Tu La ỷ mạnh hiếp yếu, mà chỉ chê cười thư viện Vạn Duy tự tìm đường chết. Phát lệnh truy nã nữ đế Tu La. Mọi người biết, thư viện Vạn Duy sẽ nhanh chóng trở thành chuyện nực cười nhất trong cả vũ trụ ngũ duy này. Lúc này, Trần Thiên ở một bên bỗng nói, chuyện này đều trách ta. Liễu Sĩ Địch nhìn Trần Thiên, đương nhiên phải trách ngươi rồi, từ giờ trở đi, ngươi không còn là phủ chủ của thư viện Vạn Duy ta nữa. Nói đến đây, hắn ta dừng lại một chút rồi lại nói, chuyện này ồn ào đến như vậy, hơn nữa còn ngu xuẩn như vậy, nếu không xử phạt ngươi thì khó mà làm mọi người tin phục. Trần Thiên trầm mặc. Liễu Sĩ Địch nhìn Lâm Tiếu Thư bên cạnh, người làm. Lâm Tiếu Thư lắc đầu, người biết ta không thích làm mấy chuyện phiền phức thế này, người làm đi. Liễu Sĩ Địch im lặng. Lâm Tiếu Thư lại nói, phải có người đứng ra chống đỡ. Liễu Sĩ Địch gật đầu, được. Nói xong, hắn ta quay người nhìn về phía xa, khẽ nói, chúng ta nhất định phải mở thư phòng Vạn Duy Thư kia. Chỉ có kho tàng do thầy để lại này mới có thể thay đổi cục diện hôm nay của thư viện Vạn Duy chúng ta. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, tháp giới ngục kia ở trong tay Diệp Huyên, hơn nữa còn nhận hắn làm chủ. Liễu Sĩ Địch nói, vậy cứ lấy về. Lâm Tiếu Thư nhìn Liễu Sĩ Địch khẽ cười nói, tháp giới ngục kia, vốn là vật thuộc về thư viện Vạn Duy ta, chúng ta lấy về là lẽ dĩ nhiên, chẳng phải sao. Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, hắn sẽ không dễ dàng giao cho chúng ta. Hơn nữa, theo ta được biết, hiện tại tháp kia dường như không ở trong tay hắn. Liễu Sĩ Địch khẽ cười, tháp đó đã nhận hắn làm chủ, chỉ cần hắn nguyện ý thì tháp kia có thể trở về trong tay chúng ta bất kỳ lúc nào. Lâm Tiếu Thư trầm mặc. Cách đó không xa,
Trần Thiên nhìn hai người Liễu Sĩ Địch, lúc này, bỗng nhiên y đã hiểu ra chút ít rồi. Những người này quay về, chưa chắc là hoàn toàn vì Thư viện Vạn Duy, mục đích thật sự của những người này là Thư phòng Vạn Duy. Là bảo tàng của thầy. Nghĩ đến đây, Trần Thiên lại lắc đầu cười, lúc này, y nhớ đến tiên tri đã từng nói một câu, trên thế gian này, thứ khó lường nhất chính là lòng người, mà thứ dễ thay đổi nhất trên thế gian này cũng chính là lòng người. Hiện tại, Trần Thiên bỗng có chút nản lòng thoái chí. Không nghĩ nhiều, Trần Thiên đã quay người rời đi. Ở phía xa, Lâm Tiếu Thư liếc nhìn Trần Thiên, hắn. Liễu Sĩ Nịch khẽ nói, lần này hắn làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, để hắn sống là đã nể mặt thầy năm đó rồi. Nói xong, hắn ta nhìn Lâm Tiếu Thư, đi thông báo cho toàn bộ cao thủ Thư viện Vạn Duy bên ngoài, cứ nói Thư viện Vạn Duy ta đã đến thời khắc sinh tử rồi. Lâm Tiếu Thư khẽ nhíu mày, bọn họ sẽ quay về sao? Liễu Sĩ Nịch gật đầu, sẽ về. Bởi vì bọn họ sẽ không đứng nhìn Thư viện Vạn Duy sụp đổ như vậy. Lâm Tiếu Thư gật đầu, quay người rời đi. Liễu Sĩ Nịch quay đầu nhìn phía gần đó, nơi đó chính là Thư phòng Vạn Duy, bên trong có bảo vật do tiên tri để lại. Liễu Sĩ Nịch im lặng một lúc, sau đó quay người rời đi. Chuyện Thư viện Vạn Duy phát lệnh truy nã nữ đế Tu La sau khi truyền ra, thì cả Thư viện Vạn Duy lập tức đã trở thành trò cười. Nữ đế Tu La. Có thể nói, không ai lại nghĩ đến chuyện gây chuyện với nữ đế này, ở chỗ này, ai lại không e sợ, lo tránh còn không kịp. Mà Thư viện Vạn Duy này thì hay rồi, lại đi phát lệnh truy nã nữ đế Tu La. Chẳng phải là chán sống rồi sao? Trong tầng mây nơi nào đó, lúc này Diệp Huyên đang giao đấu với cô gái kiếm linh kia, hắn vác sau lưng một thanh kiếm to lớn, mà trong tay lại là một thanh kiếm mỏng nhẹ. Trong lúc giao đấu với cô gái kiếm linh này, khi hắn dùng thanh kiếm nhẹ, kiếm lại như sấm sét, nhanh như chớp, mà khi hắn chuyển sang kiếm nặng thì phong cách đã thay đổi trong chớp mắt, một kiếm vừa xuống, đã nặng như nghìn quân, nứt đất vỡ trời. Cứ như vậy, không biết đã luyện qua bao lâu, cuối cùng Diệp Huyên cũng dừng lại. Lúc này, toàn thân hắn mồ hôi đầm đìa. Mệt. Đây là cảm giác lúc này của hắn. Sử dụng kiếm nặng và kiếm nhẹ thật sự tiêu hao rất nhiều tinh thần. Nhất là trọng lượng kiếm nặng, khi chém kiếm xuống cực kỳ tốn thể lực, còn kiếm nhẹ thì tiêu hao thần hồn rất nhiều, bởi vì kiếm nhẹ là phi kiếm. Lúc này, cô gái kiếm linh cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, người học không tệ. Diệp Huyên nhìn cô gái kiếm linh nói, nhưng vẫn không đủ, đổi kiếm vẫn chưa nhanh, người phải chém nhanh hơn nữa. Nhanh đến mức đối phương không thể nào phản ứng được kiếm ngươi đã đổi. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Kiếm linh gật đầu, nàng ta nhìn kiếm thiên chu bên hông Diệp Huyên, có thể cho ta mượn kiếm này xem chút được không? Diệp Huyên gật đầu, hắn lấy kiếm thiên chu xuống đưa cho kiếm linh nhận lấy kiếm thiên chu, nàng ta nhẹ nhàng chạm vào kiếm thiên chu, khẽ nói kiếm này của ngươi thật sắc bén. Diệp Huyên cười nói, kiếm linh cô nương, theo như ta biết thì ngươi cũng là kiếm, có đúng không? Kiếm linh nhìn Diệp Huyên, đúng vây. Diệp Huyên lại nói, có thể nhìn bản thể của kiếm linh cô nương được không? Kiếm linh khẽ lắc đầu, so về sắc bén, ta không bằng kiếm này của ngươi, so về cảnh giới thì ta không bằng thanh kiếm đã làm ta bị thương lúc trước. Nói rồi nàng ta đưa kiếm thiên chu trả lại cho Diệp Huyên, người phúc khí đầy mình. Sở hữu được thanh kiếm mà người khác cả đời cũng không thể nào có được, nhất định phải trân trọng. Diệp Huyên nhận lấy kiếm thiên chu, sau đó nói, còn có một thanh kiếm nữa. Nói xong, hắn lấy ra kiếm chấn hồn. Lúc nhìn thấy kiếm chấn hồn, ánh mắt kiếm linh chợt sáng lên lạ thường, linh hồn kiếm này. Nói rồi nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, người cũng thật lợi hại, một thanh kiếm vô cùng sắc bén, một thanh khác là thứ khắc chế linh hồn trời ban. Diệp Huyên cười nói, may mắn thôi. Kiếm linh gật đầu, hai thanh kiếm này đều không tệ, phải quý trọng. Nói rồi dường như nàng ta nghĩ đến gì đó, sau đó nhìn kiếm chấn hồn, nhẹ giọng nói, nếu ngươi dùng kiếm này thi triển kiếm hồn kỹ của chủ nhân, uy lực không chỉ mạnh bình thường đâu. Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta cũng nghĩ như vậy, thế nhưng, hiện tại ta có thể tu luyện được kiếm hồn kỹ sao? Kiếm linh nói, trước tiên đừng vội. Bây giờ nhiệm vụ quan trọng của ngươi là luyện kiếm quy cho tốt, ngươi phải luyện đổi kiếm nặng và kiếm nhẹ đến cấp độ cao nhất, chứ không phải tùy ý thay đổi,
Còn nữa, nhất kiếm vô lượng của ngươi cũng phải ra đúng thời cơ, tranh thủ xuất kiếm lập tức chết người. Có hiểu không? Nhất kiếm vô lượng. Diệp Huyên gật đầu, về thời điểm thi triển nhất kiếm vô lượng này, hắn vẫn chưa thật sự nắm vững, nhất kiếm vô lượng là phi kiếm, sau khi dùng tâm kiếm tâm pháp thì tốc độ so với lúc trước không biết đã nhanh hơn bao nhiêu lần, hơn nữa khoảng cách còn xa hơn rất nhiều. Thế nhưng, một kiếm này phải canh chuẩn thời cơ mới có thể một kiếm giết chết. Thời cơ, nói đơn giản thì chính là cần kinh nghiệm chiến đấu. Kiếm Linh nhìn Liên Vạn Lý bên cạnh, các ngươi luyện tập cũng rất có lợi cho việc thăng cấp của ngươi. Liên Vạn Lý khẽ nhếch môi, ta cũng đang có ý này. Nói xong, nàng ta mở lòng bàn tay, đao thanh long chợt xuất hiện trong tay nàng ta nhìn Diệp Huyên, không nói lời thừa thãi nào đã chém một đao về phía Diệp Huyên, một đao vừa chém xuống thanh long đã rít gào. Diệp Huyên ở phía xa khẽ nhếch môi, hắn lập tức biến mất tại chỗ. Một luồng kiếm quang từ trong sân chợt lóe lên. Trong sân, một tiếng nổ đột nhiên vang vọng. Còn Kiếm Linh liếc nhìn hai người, sau đó nàng ta quay đầu liếc mắt nhìn xung quanh, một lúc sau, nàng ta đi về phía ngoài, sau đó nàng ta đã đi ra bên ngoài mà trước mặt nàng ta không xa, là một người đàn ông trung niên đang đứng, sau lưng là một thanh trường đao. Người đàn ông trung niên nhìn sau lưng Kiếm Linh, đây là nơi nào? Kiếm Linh nhìn người đàn ông trung niên, hỏi ngược lại, ngươi là người nào? Người đàn ông trung niên nói, Trần Nhất Mộng. Nếu như có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Trần Nhất Mộng, là đao tu tiếng tăm lẫy lừng của vũ trụ ngũ duy năm đó, được xưng là đao quân, cũng là một trong lục đại giáo tôn của thư viện Vạn Duy. Đáng tiếc là, Kiếm Linh trước mặt này căn bản lại không biết gã. Kiếm Linh nhìn Trần Nhất Mộng. Nơi này không hoan nghênh người ngoài. Trần Nhất Mộng lắc đầu, bên trong có người ta cần tìm. Kiếm Linh khẽ nhíu mày, Diệp Huyên. Trần Nhất Mộng gật đầu, là hắn. Kiếm Linh đột nhiên biến mất, một luồng kiếm quang lập tức chém về phía Trần Nhất Mộng. Bên ngoài, Trần Nhất Mộng nhẹ nhàng lui về sau một bước, cả người khẽ nghiêng qua, chỉ trong gang tấc đã tránh được một kiếm đó, thế nhưng ngay lúc ấy, kiếm quang kia đột nhiên lại chém ngang. Vù! Một âm thanh xé trời chợt vang lên. Mà một kiếm này lại chém vào không trung. Kiếm Linh nhìn phía đối diện, Trần Nhất Mộng không biết từ lúc nào đã lùi ra đến mấy trượng. Kiếm Linh nhìn Trần Nhất Mộng, đột nhiên nàng ta biến mất, không gian trước mặt Trần Nhất Mộng bất chợt nứt ra, kiếm quang lại xuất hiện. Vẻ mặt Trần Nhất Mộng vô cảm, tay phải vươn ra phía trước, túm một cái, lập tức đã nắm giữ kiếm quang, ngay sau đó... Hai ngón tay gã nhẹ nhàng dùng lực. Kiếm quang vỡ nát, một bóng dáng liên tục lùi ra sau. Đó chính là Kiếm Linh. Sau khi Kiếm Linh dừng lại, nàng ta nhìn về phía Trần Nhất Mộng, lúc này, ánh mắt nàng ta đã nghiêm trọng hơn. Người trước mặt này chưa hề dùng đao đã trấn áp nàng ta rồi. Nàng ta không phải đối thủ. Quá mạnh. Lúc này, Trần Nhất Mộng kia đột nhiên lên tiếng, ngươi không phải người ta cần giết. Bảo Diệp Huyên kia ra đây. Kiếm Linh đang định nói thì lúc này, Diệp Huyên cách đó không xa đã đi ra. Nhìn thấy Diệp Huyên, Kiếm Linh trầm giọng nói, người này rất mạnh. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn Trần Nhất Mộng ở phía xa, ngay lúc này, âm thanh của Liên Thiển chợt vang lên trong đầu hắn, là Đao Quân, người này vô cùng mạnh, người không phải đối thủ đâu. Không phải đối thủ. Sắc mặt Diệp Huyên u ám, Liên Thiển cô nương. Người cũng đả kích người ta quá đấy. Liên Thiển trầm giọng nói, thật sự ngươi không phải đối thủ của hắn. Diệp Huyên nhìn Trần Nhất Mộng, nhẹ giọng nói, không phải đối thủ cũng phải đánh thôi. Liên Thiển trầm mặc. Lúc này, Trần Nhất Mộng kia nhìn Diệp Huyên, gã đánh giá Diệp Huyên, khẽ gật đầu, chẳng trách lại khiến Trần Thiên bó tay hết cách, quả thực không tệ. Nào, xuất kiếm. Xuất kiếm. Diệp Huyên nhìn Trần Nhất Mộng, hắn mở lòng bàn tay. Thư giới xuất hiện trong tay, mà lúc này đột nhiên Trần Nhất Mộng lại nói, không cần vật này. Vừa dứt lời, cảnh giới gã lập tức đã bị chính gã ép xuống càn khôn cảnh. Cảnh giới này so với cảnh giới hiện tại của Diệp Huyên là như nhau, so với cảnh giới Trần Thiên lúc đầu còn thấp hơn. Diệp Huyên im lặng, đối phương rất tự tin. Lúc này, Liên Thiển lại nói, cẩn thận. Diệp Huyên gật đầu, hắn nhìn Trần Nhất Mộng, đột nhiên biến mất, ngay sau đó. Một thanh kiếm chém thẳng về phía đối thủ.
Trần Nhất Mộng nhẹ nhàng lùi chân phải về sau một bước, khi lùi tốc độ rất chậm, giống như đang tản bộ vậy, thế nhưng vừa lùi thì kiếm của Diệp Huyên lập tức chém vào không trung. Một kiếm của Diệp Huyên chém vào không trung, nhưng hắn không hề dừng lại, vươn người nhảy lên, tay phải cầm kiếm đâm về phía trước, nhanh như sấm chớp. Ở phía đối diện Diệp Huyên, Trần Nhất Mộng nghiêng người, kiếm này của Diệp Huyên lại lần nữa chém vào không trung. Nhưng ngay lúc ấy, đột nhiên kiếm của Diệp Huyên lại bay ra. Nhất kiếm vô lượng. Đối với kiếm này, Diệp Huyên rất tự tin, bởi vì người trước mặt này quá mức tự đại. Mà đối phương tự đại chính là cơ hội của hắn. Vì vậy, sau khi hai kiếm thất bại liên tiếp, kiếm thứ ba hắn trực tiếp sử dụng nhất kiếm vô lượng. Thế nhưng, sau khi hắn sử dụng kiếm này thì hắn lại ngây người. Ở phía xa, Trần Nhất Mộng vẫn còn đứng đó, nắm chặt một thanh đao trong tay, mà thanh đao này đang chặn lại một kiếm. Đã bị chặn lại rồi. Diệp Huyên nhìn Trần Nhất Mộng, tuy vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại sôi sục. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 79.